Một tràng pháo tay cho Nhật Quân. Dạ, xin được chúc mừng cho Quân đã mở đầu cho cái đêm thi tối ngày hôm nay. Có vẻ như hơi hồi hộp phải không? Mình diễn xong rồi nè, hôm nay đứng cao hơn bình thường. Mình thấy sao với tiết mục đầu tư trong một tuần vừa qua như thế này? Đây là tiết mục mà em rất là thích, mang một cái phong cách rất là riêng của anh Phúc. Và em cũng rất may mắn được chọn cái ca khúc này để thể hiện. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nhé. Mời giám khảo Trấn Thành ạ. Hơi tiếc chút xíu thôi. Tiếc. Cái đoạn cuối đáng lẽ là phải vô, phải bỏ một nhịp. Dạ. Thì ổng vô cũng nhanh quá, máu quá mà. Nhưng mà thôi kệ, tôi đã nói rồi, đã yêu thương thôi kệ, bỏ qua. Nhưng chỉ có trách là một điều là hát phải tập trung. Dạ. Đang cái đoạn đầu múa lân sư đồng là tôi thấy khoái rồi. Tay chân rồi đó. Sống đồ. Trời, tôi đang mê cái đoạn đó. Tôi đang mê. Tôi nói trời ơi, bữa nay ăn nhầm cái chất gì mà múa quá trời múa. Ăn mắm, mắm, ăn mắm. Nó có thể là không phải là tiêu chuẩn múa đẹp gì đó, nhưng cưng, hăng say, đúng, cố gắng, nhiệt huyết nồng nàn, chân ái. Ok, đang đẹp nha. Ừ, đẩy vô. Ừ, trật nhịp. Giận, buồn, dễ sợ. Nhưng mà nói nào ngay, nếu như mà mình không khắt khe, mình thông cảm cho cái đoạn ghi một chút xíu thì thôi, đáng lẽ gọi là hay lắm đó. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Lần sau múa thì múa nhớ nhịp. Dạ. Xin được mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Chị đang gợi nhớ là cái cảm giác mà khi người khác bắt chước chị trên sân khấu. Chị không biết ông Phúc coi có nhột giống chị. Nhưng mà chắc chắn Phúc sẽ không múa cỡ này. Nói nghe nè, tuy rằng là giám khảo khen bạn về vấn đề là bạn bắt chước những cái đặc trưng của Phúc, nhưng mà cái gì á mình cũng phải kiểm soát được nó. Nói chung là cái gì cũng phải vừa phải, nêm nhiều quá, mặn quá cũng không được, lạt quá cũng không xong. Thì hôm nay bạn hơi bị mặn. Dạ, có nghĩa là bạn làm động tác quá nhiều mỗi từng câu hát, cho nên bạn bị phân tâm bởi vì những cái hành động như thế. Dạ. Rồi nó sẽ ảnh hưởng đến cái giọng của mình nữa. Ví dụ như là bạn có thêm một cái động tác mà bạn hát mạnh quá, bạn đưa cái tay như vậy nè, thì cái microphone nó cũng nhúc nhích theo. Tại vì bạn không biết cách, người ta đưa bằng cái phần này, bạn đưa luôn cả cái cánh tay luôn, thì nó nhúc nhích luôn cái microphone. Nó cũng là ảnh hưởng đến cái sound, cái vocal của mình. Yeah. Đó là những cái mình phải nên để ý một chút. Mình lâu lâu mình nhả một cái chiêu của anh Phúc ra. Và thường thường á, người ta hay múa hay là biểu diễn nhiều trong những lúc mà mình không hát, thì nó an toàn nhất. Vì mình hát á, mà mình nhảy nhót nhiều quá, cái vocal mình nó sẽ không có được chuẩn. Tiết chế lại cái đó tí. Cho tôi xin chia sẻ điều này. Cái comment này của giám khảo Minh Tuyết là sẽ đúng với những thí sinh khác, nhưng riêng với thí sinh này thì tôi xin là không nên nghe theo. Một là say mê bất chấp, hai mà kêu giữ kẻ là không say mê nữa, thì ông này nằm ở cái khuôn đó. Tôi thà ông say mê bất chấp còn hơn ông nghe rồi ông ghìm ghìm lại giống như mấy ngày đầu tập đầu là tôi điên nữa, điên nữa. Bởi vì ông từ một cái người không tự tin, tôi đang ráng tôi kêu tự tin lên để rồi say mê là cái dòng lần trước là ngon rồi. Lần này là tại vì cái vụ cánh gà chiên nước mắm đẩy cao quá. Yeah. Thì nó hụt một hai chữ, đúng chưa? Lo múa lân quá rồi quên cái nhịp. Cái em cần duy nhất là tập trung vậy thôi. Có nghĩa là em múa kiểu gì múa, em ráng tập trung để em đựng sang nhịp, vậy thôi là đủ rồi. Dạ anh. Ý là say mê thì không giảm, nhưng mà theo anh có một cái từ gọi là tiết chế cảm xúc á. Dạ. Kiểm tức soát là kiểm soát á. Kiểm soát có, một có nghĩa là những thí sinh khác vì sao chúng tôi hay nhận xét là em đang thiếu cảm xúc, phải nhiều cảm xúc hơn, đông đầy hơn, nhưng riêng em là em đang bị gọi là lấn át luôn. Giống như tập lần trước á, tuần trước em nhớ không, lúc em ngồi bên thành giường em đau khổ vì có người yêu ngồi bên cạnh và em switch vào lời sớm luôn, em nhớ không? Em đưa mic lên em định hát, sau đó em vẫn stop lại được. Đó là do lúc đó mình đang miên man trong những cái cảm xúc đó và mình không có đủ tỉnh táo để mà có thể kiểm soát được là lúc nào vào cái câu tiếp theo. Yeah. Thì đó là cái ý của cô Minh Tuyết. Chứ còn nếu mà say mê đúng hay là rồi, gọi là mê mẩn hay là đông đầy trong những cái cảm xúc này kia thì dĩ nhiên là có là trong cần. Trong đó em phải có sự kiểm soát. Bởi vì em là một người chị để ý nhịp em không vững. Thứ nhất, thứ hai em hăng say quá em hụt hơi. Cái gì mà em đi về đâu, rồi người kia đi về đâu, rồi cái tay này đi bên đây, nó lia lịa. Chị không kịp nhìn em luôn mà. Nhiều khi chị suy nghĩ lại, ủa Phúc có lia lịa như vậy không ta? Em cứ lắng nghe hết tất cả ý kiến của giám khảo, rồi mình lọc lừa cho bản thân mình. Cái gì lọc lừa? Lọc lừa. Lọc lừa lại cho bản thân mình. Lọc lừa nó khác cái lọc lừa chứ.
là cái nào mình nên giữ và cái nào mình nên bỏ. Không, mà cái tiết mục này á là sao y bản chính một cái tiết mục của Ân Hồn Phúc và cũng y chang như vậy. Đáng lẽ hay lắm đó anh. Anh cho cái vụ cái màn múa bóng rồi tuột cái màn xuống là đáng lẽ là hay lắm. Không có dính cái vụ nhịp cuối là ngon rồi. Nãy giờ lắng nghe xong rồi em có hiểu gì không Quân? Dạ có. Cái cảm xúc của con người nó sẽ dâng trào theo cái nhiệt huyết, cái không gian. Đúng rồi. Em cần phải điều khiển lại cái cảm xúc của mình. Đúng rồi. Cái thời điểm đó để cho nó cân bằng giữa cái nhịp điệu, cái giọng hát và cũng như là cái thiết chế để cho cái người xem người ta cảm nhận được, giám khảo xem được anh ấy đang làm cái gì. Đó. Dạ, em vỗ tay. Hiểu rồi. Nhớ, có nghĩa là đừng có bớt năng lượng đi. Dạ. Chỉ là kiểm soát nó thôi. Không, mà phần trả lời vừa rồi là em được cộng thêm điểm ứng xử đó. Cảm ơn chị. Một giám khảo hoa hậu cho hay. Quý vị thân mến, nếu như tuần trước tất cả mọi người cũng đã vô cùng ấn tượng về chàng trai bình nguyên của chúng ta hóa thân thành cố danh ca Thái Thanh, tối ngày hôm nay đã có một tuần chuẩn bị cho tiết mục của mình, hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ bất ngờ hơn nữa với ca khúc Nửa Hồn Thương Đau. Hãy cùng đến với tiếng ca Bình Nguyên, xin mời. Ôi những người khóc lẻ loi.
Chúc mừng Bình Nguyên, đã còn xúc động quá phải không? Rồi xuống đây nè. Thế không biết cảm xúc của bạn như thế nào mà lại có những giọt nước mắt rưng rưng ở đoạn cuối như thế này nha. Thật sự rằng là qua cái ca khúc này, nhờ sự truyền tải của cố danh ca Thái Thanh mà đã chạm đến trái tim của em qua những cái biến cố trong cuộc sống và những cái sóng gió trong cuộc đời, nó làm chạm đến trái tim của em. Vâng. Yeah. Đôi khi một tác phẩm nào đó cũng sẽ có cái ký ức riêng của bản thân mình đúng không? Và ngày hôm nay bạn đã lựa chọn cho đêm thi bán kết. Giám khảo Trấn Thành xin được mời anh chia sẻ cảm xúc riêng của mình trước ạ. Cô Thái Thanh khi thu âm bài này không hát như vậy. Đó là Thái Thanh lúc trẻ không chia nhịp kiểu này luôn. Tôi thì tôi chưa được nghe version này live của cô ở những thời gian khi cô đã lớn tuổi rồi. Cách em xử lý nó hơi nhựa một tí. Có nghĩa là em gãy gọn hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ hay. Vẫn có cách nhả chữ, vẫn có những cách phát âm, thậm chí vẫn có một số cách lấy nhịp là của cô. Cô hát cô cũng hay lơi, cô bỏ nhịp đầu để cô đuổi theo cái đoạn sau. Đôi khi nó gọn lại một chút, có đoạn nó được bẻ cong để rồi dứt khoát. Bẻ cong để rồi dứt khoát thì nó hay hơn là cả một đoạn mình cứ uốn lượn như thế này. Anh không nghĩ là cô sẽ hát theo kiểu đó. Đây là một tác phẩm khó, rất khó để thể hiện. Nó ác cho bạn này chỗ gì nè. Tại vì bạn là nam giả nữ, thì bạn hát mấy bài kia, cái quãng nó không có lên xuống liên tục, thì ít ra nó đỡ cho bạn. Nó nằm ở cái quãng trên, bạn giả thanh hết thì nó dễ hát. Nó làm cho nó, cái bài nó không quá mượt. Nhưng mà hát được như bạn này nha, đã là một cái gì đó đáng nể rồi. Thực sự nam mà hát được như vậy là quá giỏi. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Giám khảo Minh Tuyết ạ, xin mời chị. Nếu mà mình nói là một chương trình thi ca nhạc thì mình nghĩ là bạn hát rất là tốt, rất là hay, rất là chuẩn. Nhưng mà đây là một cái chương trình là thi ca sĩ thần tượng, có nghĩa là mình cần cái sự giống của thần tượng của mình càng nhiều càng tốt. Trong những cái bài hát trước là những cái bài hát nó kỹ thuật và phô trương giọng hát rất là nhiều, nó không bị thể hiện cái tình cảm nhiều trong cái lời ca tiếng hát, cho nên mình có thể nhấn nhá ở những cái signature của cô. Nhưng mà cái bài hát này là một cái bài hát tình ca, nó rất là tình cảm. Khi Tuyết nghe cô Thái Thanh hát trong băng đĩa đó thì Tuyết thấy cô hát rất nhẹ nhàng, rất là đơn giản, không ủy mị, nhưng mà cô hát tự sự rất nhiều. Cô không rung trong câu chữ nhiều, cô chỉ rung cái đuôi thôi. Tuy rằng là cô không hát đều nhịp, có chữ kéo, có chữ không, nhưng nó không có phải ủy mị quá trong từng mỗi câu chữ, hoặc là cái nức nở nhiều quá. Cô không có cái đó trong bài hát này. Khi mà mình đặt cái nghĩa, cái từ của nó trong đầu của mình ấy, mình hát như nói, mình hát như cái nghĩa của nó, thì tự động mình sẽ xử lý theo đúng. Hồi thì dài, hồi thì ngắn, hồi thì trầm, hồi thì bổng. Tôi nghĩ là bạn dư sức làm cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi đôi lúc mình quên nó đi, mình cứ lo tập trung vào những cái đặc trưng của cô mà mình quên đi cái hồn của nó vẫn là cái chính. Xin được mời giám khảo Hòa Nhật Nam, ý kiến của anh ạ. Đó là sự phân tích về mặt kỹ thuật hát. Còn đối với riêng anh đó, thì anh cảm nhận hồn của cô Thái Thanh ở đâu trong tiết mục này. Dĩ nhiên là bỏ qua cái thử thách đối với Bình Nguyên, vì cả nhân dáng em là một người con trai mà hóa thân thành một phụ nữ luống tuổi nữa, nó có muôn vàn những trở ngại. Và khuôn mặt của em là một khuôn mặt chữ điền nữa, cho nên thực sự là cũng khó khăn về mặt hóa trang. Nhưng dưới cái làn đèn ngược đó, và em nghiêng cái mái đầu và vẫn diễn từ cái intro cho đến cái gian tấu. Trong cái đoạn gian tấu anh rất thích là em di chuyển nhẹ nhàng trên cái đôi giày cao gót đó mà không có cảm giác là em đang bước đi, có cảm giác giống như cái bục đó nó đang xoay nhẹ, em đang xoay quay cuồng trong những cái nỗi đau của mình á. Thì thật sự là anh rất là thích em trong những cái gọi là miên man về mặt cảm xúc của những cái trạng thái diễn của em á, để em có thể mềm mại hơn. Dĩ nhiên là mình không thể nào mềm mại 100% được, nhưng mà em đang mềm mại dưới góc độ tâm hồn và những cái cố gắng nhất có thể của em về mặt hình thể. Điều đó anh rất rất là ghi nhận ở Bình Nguyên luôn. Cái bài hát này là được nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác trong một cái hoàn cảnh thực sự là ông cũng có một cái nỗi đau buồn để mà sáng tác nên cái ca khúc này. Cho nên là anh nghĩ những giọt nước mắt của Đình Nguyên ở cuối, rồi những cái nức nở đó, nó vẫn có cái nỗi đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, anh trai của ca sĩ Thái Thanh, vẫn có trong cái dòng chảy đó. Anh cũng chưa được xem một cái bản live nào của cô Thái Thanh hát cái bài này hết, thì không biết là thực sự nó sẽ như thế nào, cho nên là có đúng là muôn vàn trở ngại. Bây giờ vậy đi, bây giờ em thử lại một cái này liền nghe, tức đoạn ngắn thôi, em hát đơn giản lại giùm anh coi. Cùng đúng với rồi. Tinh thần của cô, em hát đơn giản là nhẹ nhàng nhất có thể, như nói chuyện cho anh. Đừng ủy mị, đừng cố gắng tỏ ra ủy mị. Đặt cái hồn mình vào là được rồi Nguyên.
tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đau chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nói đây. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kia nào, em ở đâu, anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đêm mát sâu, nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tim ngát, chỉ thấy lòng nhớ nhung chất cảm nhận. Nó khác không? Nó khác hoàn toàn, vẫn là Thái Thanh nhưng nó ra Thái Thanh hơn. Lần đầu tiên lúc nãy lên, trước khi lên em có gặp một số vấn đề tâm lý một chút, cho nên là chắc vì thế là làm nó hơi quá. Em biết không, thật sự ra không phải là em mà là ai cũng vậy. Thường thí sinh họ sẽ mang tâm lý hát bài buồn. Hôm nay tôi hát bài buồn nha, tôi sẽ rất nhập tâm để tôi hát bài buồn nha. Nhưng mà thật sự ra khi một danh ca hát bài buồn, họ không có buồn theo cái kiểu đó. Nguyên bài hát có vẻ không buồn. Tới đúng một cái đoạn nào đó cần buồn nhất là xoáy đúng một chỗ đó, tự nhiên nguyên bài trở nên buồn. Chứ cái bài buồn không phải là cái bài buồn từ đầu tới đuôi. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã giải đáp được những cái thắc mắc đúng không ạ, trong cái tình cảm của bạn với cái bài hát này rồi. Và chúc mừng cho Bình Nguyên đã hoàn thành xong tiết mục của mình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Văn Sĩ, hóa thân thành ca sĩ Trường Vũ trong thi bán kết ngày hôm nay với ca khúc Hồi Tưởng. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi nhé. Một tràng hô tay cho Văn Sĩ. Dạ, xin được chúc mừng anh. Xin mời tất cả các diễn viên ra sân khấu được không ạ? Rồi, một tràng hô tay cho các diễn viên của chúng ta. Cảm ơn vũ đoàn sắc màu rất là nhiều, đặc biệt là diễn viên nhí Thanh Tú và Triệu Vĩ. Cảm ơn hai con đã hỗ trợ cho chú Văn Sĩ ngày hôm nay nha. Một tràng hô tay nữa cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, vô. Anh quay qua anh nói với em anh Thành, đừng hỏi gì anh nhiều trơn á, anh biết nói gì trơn rung lắm. Nhưng mà hôm nay nè, với cái không gian này nè, mọi người đã cho anh một cảm xúc gì đến với cái bài hát này nè? Bài hát này thì nhớ lại cái kỷ niệm mà xưa Sĩ đi học. Dạ, rất là tuổi thơ luôn. Xin được mời giám khảo Minh Tuyết. Sư lấy một cái cho cô Minh Tuyết đi, hai mươi mấy năm rồi cổ mới nhìn thấy lại cái quả này đó. Vâng. Và quả này là biên đạo Khoa Nguyễn cùng vũ đoàn Sắc Màu đã kỳ công đi nhặt. Wow. Để tạo nên những mảng ký ức rất là thân quen với chúng ta. Hai mươi mấy năm rồi mới thấy lại cái này. Hồi nhỏ Tuyết có chơi này không? Thả lên nó quay như cái nó bông xoay. Sao con tôi quay yếu à? Đấy con của anh quay đẹp. Đó à. Con của em chắc nó không đủ giàu hay sao? Nó không đủ giàu hay sao? Bây giờ tôi đang hỏi ai là người đã dàn dựng ra cái tiết mục này. Tôi đang quan ngại
Tôi coi nửa bài đầu tôi hết hồn. Bây giờ em chờ anh Hòa Nhật Nam confirm cho em cái thông tin cuối cùng. Thì đó, là cái câu chuyện như thế nào, xin mời anh. Nói cho hay nha, chứ không là chúng tôi nhảy vô ập vô đạo diễn. Chứ là chúng tôi chỉ chờ cái nhà này liền. Chúng tôi chỉ chờ cơ hội để dập đạo diễn thôi. Tôi lo quá. Anh phải lo. Chứ bây giờ anh dựng cái hoàn cảnh gây tranh cãi từ giám khảo đến thí sinh. Người ta nói mà, đôi khi có một cái câu chuyện, một cái bức tranh đi, mỗi người xem tác phẩm nghệ thuật đó sẽ hiểu theo một cái hướng khác nhau. Đó gọi là cái cảm thụ riêng của mỗi người. Thật ra là cái này á, là mình bê nguyên si trong một cái hoạt cảnh của MV của anh Trường Vũ luôn. Cũng là những anh bạn lớn lên từ nhỏ chơi với nhau, gọi là thời thanh mai trúc mã đó. Trong quá trình đó bắt đầu là gặp gỡ một cái cô gái, nói chung là bạn chung của hai người. Và dĩ nhiên là hai chàng trai này thì đều thương thầm cô gái hết. Đó, và một trong hai người con trai đã đến với cái người con gái này. Thì người còn lại dĩ nhiên là buồn vì cái điều đó thôi. Nó buồn gì vì cái gì? Buồn gì là thằng kia cua con bé nó yêu. Cái vấn đề là nằm ở chỗ đó. Em nghĩ là anh đậu rồi đó. Anh thi, anh hát xong mà không ai bàn tới giọng ca của anh, mà bàn tới câu chuyện mà trên sân khấu nó diễn ra thôi. Thôi bây giờ mình tập trung vào thí sinh được không? Tôi tức quá, một lát rồi tôi điện ông Trường Vũ. Dạ vâng. Với cái sự ấn tượng trong hoạt cảnh ngày hôm nay, còn giọng ca của anh ấy như thế nào? Xin mời giám khảo Trấn Thành. Giọng ca của anh ấy thì đâu có gì để bàn nữa. Không muốn nói nữa. Hay như vậy rồi còn cái gì để nói nữa. Hoàn hảo. Giám khảo Minh Tuyết ạ. Giọng ca của anh thì vẫn giữ phong độ ngay từ ngày đầu cho tới bây giờ. Vẫn rất là hay. Nhưng mà em nghĩ chắc là cái bài hát này anh Vũ mới hát sau này phải không? Thì em thấy anh nức nở nhiều hơn một tí. Em có một góp ý nhỏ với anh thôi. Tuy rằng anh kể về cái câu chuyện đó, anh là người kể chuyện, nhưng đôi lúc mình cũng nên nhìn về cái hướng của cái người diễn cái tiết mục đó cho mình, để người ta cảm thấy có một sự liên kết nhẹ nhẹ trong tôi đó. Riêng trường hợp này thôi. Không à. Cho phép tôi được bảo vệ cho thí sinh. Không thể nhìn được. Tại bởi vì nhìn là sẽ rất dễ bị quyến rũ vào câu chuyện của hai cái thằng đó. Vì mặt dàn dựng sân khấu á, là cái phía sau đang là những cái lắc cắt về thời gian á, giống y như là đang kể lại một cái phim phía sau. Nhưng cái cảm giác á, lâu lâu ví dụ như là mình xây cái hướng người của mình nhìn vào cái đó, giống như mình là đây, đây là câu chuyện tôi đang kể và đây là cái thước phim tôi đang kể, lâu lâu mình có một chút xíu sự liên kết đó thì người ta sẽ cảm nhận rằng anh đang kể câu chuyện đó. Thì cái đó là cái cảm giác riêng của em. Em cảm nhận cái điều đó. Thế thôi. Dạ, đó là sự kết nối thôi anh ạ. Không sao cả. Đúng, đó là về giọng ca thì rất là tuyệt vời rồi. Giám khảo Hòa Nhật Nam, xin mời anh. Thật ra là anh Văn Sĩ với lại anh Trường Vũ thì cũng không diễn nhiều trên sân khấu. Chỉ có là đi lui đi tới một chút. Và anh Văn Sĩ cũng có diễn với căn nhà tranh rồi. Giống như là cái nơi đây, một cái nơi đã từng ghi dấu những cái kỷ niệm của một cái chuyện tuổi thơ như vậy. Riêng Hòa Nhật Nam thì có một cái nhận xét đó là anh Văn Sĩ có được cái sự ủng hộ của bà xã anh đó, cho nên là thấy thực sự anh luôn luôn tự tin. Kể từ vòng đầu cho đến bây giờ là đêm bán kết thì cũng như vậy. Đúng. Đó là một cái hậu phương vô cùng vững chắc và tôi thấy là ngày càng anh nhuận sắc nữa. Tôi thấy là những người đàn ông mà được vợ ủng hộ và gọi là hậu phương vững chắc là nhuận sắc, nhìn tôi và Trấn Thành là đủ hiểu. Dạ không. Hôm nay, riêng ngày hôm nay, tôi thấy tại sao quý vị thấy anh Hoàng Nhật Nam, anh là cái tư tưởng táo bạo suy nghĩ ra những cái hoạt cảnh như vậy. Là bởi vì ngày hôm nay anh ấy được vợ mình hậu thuẫn. Hay quá. Vợ anh ấy ủng hộ, nhìn chồng mình nụ cười đầy ngưỡng mộ. Y anh ấy thật thông minh và đáng yêu làm sao. Chương trình gia đình và hạnh phúc bắt đầu. Dễ sợ thiệt. Tôi cứ hỏi là bữa nay vợ anh có mua thêm gì cho anh không? Quần áo gì không anh? Dạ hôm nay thì trong cái MV của anh Trường Vũ thì em không thấy gì hết nên vợ em không có mua. À dạ dạ. Lần sau anh cũng nên để ý là mình làm cái MV nào có đồ mới để bà sắm luôn ha. Thôi chốt lại anh Văn Sĩ là với cái sự hậu thuẫn của người vợ thân yêu của anh Văn Sĩ đã đem lại một cái hiệu quả sân khấu và trình diễn rất tuyệt vời. Như tối ngày hôm nay, mọi thứ đều rất là chuẩn chỉnh. Hy vọng là anh vẫn giữ vững cái phong độ đó. Chúc mừng anh. Xin được chúc mừng anh nha. Hôm nay anh phải thật sự là hạnh phúc đó, bởi vì ban giám khảo rất yêu thích tiết mục này của mình. Bên cạnh cái việc là chúng tôi cũng vẫn còn hoang mang về câu chuyện trong cái hoàn cảnh này thôi. Dạ, một lần nữa chúc mừng anh Văn Sĩ. Thank you.
như đại dương, như trời xanh. Ôm lòng đêm đón sầu lên, ôi nỗi nhớ dịu êm. Xa mùa khơi gió về xôn xao, trái tim đã lạc lối về bên nhau. Anh chờ em giữa lặng câm, nghe bao tố tình mình đã xa quá. Trái tim anh luôn hay nhớ quá đến em. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm xóa tan đêm cô đơn, ta tìm nhau giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ. Tình yêu ta trao nhau người sáng hơn. Có em trong đời với anh nơi ấy đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. Hay quá. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm xóa tan đêm cô đơn, ta tìm nhau nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Giữa lúc sông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ đi. Em ơi dù cho tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ngấm xóa tan đêm cô đơn, ta tìm nhau nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Giữa dòng thơ cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Chúc mừng Lâm Trần Thuận và Văn Phong. Hai chàng trai này là những hiện tượng hiếm hoi hiện nay. Tôi thấy là các bạn giọng hát đẹp, phong cách chuyên nghiệp, nam tính, đỉnh đạt, tự tin. Và vòng chung kết của chương trình này cần hai bạn. Wow. Hơn cả một lời hứa hẹn anh Nghĩa. Nó là lời khẳng định rồi. Hay quá. Sai cũng hứa hết trơn vậy. Tôi chọn bất chấp. Vậy thì còn chị Cẩm Ly, chị thấy phần kết hợp của hai chàng trai này thế nào ạ? Phấn khích. Chị phấn khích rất nhiều. Chị phải nói rằng giọng của hai đứa thì quá là đẹp rồi, không có còn bàn cãi gì điều đó hết. Ở Thuận á, từ xưa giờ chị đã nhận xét em, cái giọng của em rất là tinh tế, nhưng mà tại vì nó chưa đúng cái bài của em thôi. Cái chất giọng của em mà nó đúng với cái môi trường mà thả em vào là em mặc sức tung tăng. Em hát rất là thoải mái, không ai, không có đoạn nào làm khó em được. Và cái phong cách của Hà Anh Tuấn nó rất là từ từ, thoải mái, nó nhẹ nhàng, thanh thản. Thì trái lại ở bên đây Tuấn Hưng rất là bốc lửa, rất là mãnh liệt. Hai cái thái cực nó khác nhau, khi nó hòa lại cái bài này thì rất là hay. Bên Hạnh Tuấn em có những cái nó thả rất là giống, những cái từ mà em thả xuống một từ nó rất là giống, rất giống. Còn bên Tuấn Hưng hả, bên Phong hả, con hát mấy cái chữ mà khi mà con nghiền cái chữ là mà đừng đi là y chang luôn, hoặc là con đường ta tìm nhau, những cái đó, những cái đặc trưng. Giọng đã hay, phong cách tốt, mà đã vậy có những cái điểm nhấn rất là đặc sắc.
và sự hòa quyện của hai đứa nữa. Cảm thấy rất là phấn khích, chúc mừng hai đứa. Anh thấy lúc từng bạn đi ra ha, giống như các bạn đang dọn cổ á, mỗi bạn dọn một chút, nhưng mà anh cảm thấy là nó rất là vừa vặn. Ví dụ như là Lâm Trần Thuận ra trước, em hát trước là đã thấy khai vị hơi ngon rồi. Sau đó là đến Văn Phong vào, anh cảm thấy nó cũng rất là đã. Rồi sau đó lại chuyển sang một bài khác, hết bài này rồi chuyển sang bài khác, lại cảm thấy giống như là đầu bếp đang dọn lên một món thượng hạng tiếp theo. Nhưng mà mỗi món với liều lượng rất vừa phải. Và thật sự là cái mashup nó rất là khó hát. Anh thấy là các em hát á, các em phải rất là tập trung, nếu không nó sẽ bị sai nhịp từ này kia ngay. Nhưng mà anh thấy là câu này đuổi đến câu kia, nó cứ tiếp nối nhau, rất là đã và nghe rất là hay. Văn Phong thì hôm nay diễn xuất á, là anh thấy không có gì để phải bàn cãi. Còn về Lâm Trần Thuận đó, em đã có giọng ca hay rồi. Đoạn đầu cho đến gần cuối, mọi thứ rất là quý ông, rất là lịch lãm. Tuy nhiên anh vẫn ước muốn lúc cái đoạn mà lên tông á, cao trào thì thường Hà Anh Tuấn á, phải có một sự bộc phát về mặt cảm xúc. Tức là cái hình thể của Hà Anh Tuấn á, là lúc đó không phải như cái đoạn trước đó nữa. Hà Anh Tuấn bước qua bên này, bước qua bên kia, trụ chân này và ngã về bên này, hoặc là ngã về phía sau, hoặc ngã về phía trước. Mọi thứ nó đều rất là nghệ, nó có cái gì đó rất là jazzy trong đó. Thì em nghiên cứu thêm. Dạ. Cúc thần tiên, trao cho nhau giây phút tiên yêu nồng nàn, trao cho nhau ánh mắt môi cười hân hoan, xua tan đi bao nỗi âu lo buồn phiền, hãy đắm mình trong vũ cúc thần tiên. Vui sen nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi, gửi vào đời niềm thương bên trong nụ cười. Cười ca vang, tay trong tay ngây ngất xoay theo điệu nhạc, mình mang hòa trong vũ cúc thần tiên. Chân nhịp nhàng, ta bên nhau hai cất tiếng cười ca vang, tay trong tay ngây ngất xoay theo điệu nhàng, mình mang hòa trong vũ cúc thần tiên. Trao cho nhau giây phút tiên yêu nồng nàn, trao cho nhau ánh mắt môi cười hân hoan, xua tan đi bao nỗi âu lo muộn phiền, hãy đắm mình trong vũ cúc thần tiên. Xem nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi, gửi vào đời niềm thương bên trong nụ cười.
chân nhịp nhàng. Ta bên nhau hai cất tiếng cười ca vang, tay trong tay ngây ngất xoay theo điệu nhạc. Mình mang hoa cho khu cúc thần tiên, hãy đắm mình trong khu cúc thần tiên. Và đây là Văn Phong. Wow, nhiệt quá em ơi, em đầu tư quá, y chang bản gốc. Ủa bản gốc Tuấn Hưng bận vậy dạ, hả? Dạ vâng, y chang bản gốc không khác cái gì. Bận lại đồ Tuấn Hưng mà tôi dòm giống tài Smile quá. Trời ơi, ông ra ông nhảy mà tôi thấy hài muốn chết. Tôi cười muốn xỉu. Mà nó mắc cười lắm, nó trời ơi, nó dễ thương lắm luôn á, thiệt á. Nhưng mà anh này, bài này ca không giống anh Hưng. Bài này em bị là em. À, chỉ có cái là cái tiết tấu em tốt nên mọi người hân hoan theo. Và có những đoạn em lên cao thì em đẩy hơi ra. Khi khẩu hình em to thì lúc những cái âm vang nó ra thì giống anh Hưng. Nhưng bắt đầu những cái chữ mà những cái nhấn nhá của anh Hưng mất hết trơn. Nó bị giống như vui quá đó, mình quên tập trung. Ví dụ như em hát là vui đêm nay, em là vui đêm nay ta la pa pa la pa 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 la pa 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 pa, đúng không? Còn nếu anh Hưng nghe anh sẽ như là vui đêm nay, vui đêm là hai cái nó đi liền rồi mấy nay. Vui đêm nay chứ anh không phải là vui đêm nay, không phải là ba chữ rời mà là vui đêm, ví dụ vậy. Và anh hay một chữ đầy một chữ vuốt vô. Em làm mọi thứ nó đều đặn quá đó, nên không có những cái điểm nhấn nào ngoài cái chuyện lâu lâu mình cái đó thì gọi là có chiêu được tí, nó cho người ta giật mình hết hồn nghe cho nó vui. Nhưng những cái điểm nhấn để mà người ta wow về Tuấn Hưng thì lại chưa có. Vâng, xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Điều ngày hôm nay mà chị thấy được ở em là ở trong em có cái bước nhảy. Có những người á, họ có cái nhịp ở trong người, họ có khiếu để nhảy, thì chị thấy em có cái điều đó ở trong em. Và hôm nay chị cũng thấy em có phần gọi là Tự tin nhiều hơn và thoải mái, cười nhiều hơn ở trong cái phần trình diễn. Nhưng mà đúng là nếu như mà em có chút xíu phá cách ở trong cái bài em hát thì nó sẽ đỡ bị hơi gọi là boring đó. Nhưng mà nó đều đặn quá, ta nó bị đều chán. Đặn quá, chắc tại anh sống nội tâm cho nên anh có phần dễ dãi hơn. Thật sự là anh rất là feel theo cái phần trình diễn vừa rồi của em. Và vì đêm nay là đêm dạ vũ, ý đồ của chương trình là lồng vào những cái điệu nhảy, những cái chất nhạc nó hơi nhộn nhàng một chút xíu để cho có thể khuấy động hơn. Nó một là nhộn nhịp hay là rộn ràng, chứ có nhộn nhàng là cái từ nào vậy anh? Không, từ nhộn nhàng này có và cũng đã có nhiều người xài rồi. Nhộn nhàng. Nhộn là nhộn nhịp mà nhàng là nhàng. Nó kết hợp giữa nhịp nhàng á và nhộn nhịp á. Đó. Nói chung là em rất là nhộn nhàng nha. Đừng có ăn hiếp anh Nam. Một tràng pháo tay dành cho sự nhộn nhàng. Cái đó gọi là cách phối kết hợp trong ngôn ngữ. Ngồi em đàn rồi sau đó em quăng nón, sau đó em quăng mắt kiến. Và từ đầu đến giờ thì hình như là anh chưa được xem, mọi người cũng chưa được thấy những cái bước nhảy của em, đúng không? Chủ yếu là thấy em hát những cái bản rất là lịch lãm của Tuấn Hưng, hoặc là cao trào giằng xé gì đó. Thực sự là anh rất là bất ngờ khi mà em cùng phối hợp với Vũ Đoàn và có những cái bước nhảy rất là dễ thương. Có những cái thái độ của em trong cái phần trình diễn á, tức là nó rất là khớp với những cái câu nhạc và xem nó rất là vừa vặn luôn. Anh rất là thích nhóm nhảy xung quanh mặc đồ cây lá dừa chim cò rất là nhiều màu sắc, nhưng mà anh vẫn không để ý, cứ để ý những cái bước nhảy của em, rất là không khí của một cái buổi vũ hội, một cái đêm thần tiên như vậy đó. Và anh rất là thích, thật sự là như vậy. Thank you.
thức canh dài, e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi, màu áo không dương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa, dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ khỏi đường xưa mà nhớ, con đường xưa em đi, thời gian có quyền gì, đã mòn kia vẫn ghi. Nghĩ một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn tôi với anh. Nghĩ một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn tôi với anh. Tôi với anh. Tôi với anh. Đó là Ngọc Khang và Việt Quân. Ông Khang không vui quá à. Sao vậy anh Thành? Cái đoạn đó nó quá có duyên luôn. Cái giọt vớt bèo đó. Vớt bèo nhẹ nhẹ. Thật sự quá thú vị. Vui, thiệt là vui luôn. Tôi nhìn bạn hoài. Bạn là cái người có cái sự tưởng tượng rất là tốt. Bạn feel cái điều mà cái ngôi sao thần tượng của bạn đang feel. Tại vì cái bạn kia bạn làm không được cái điều bạn vừa làm. Đó là anh Ngọc Sơn hát bài này đâu có thường đâu. Lâu lâu coi như là hên xui khán giả lâu lâu yêu cầu anh hát thì em mới hát, chứ anh không bao giờ anh thu âm chính thức cái bài này cả. Nhưng mà bạn hát vẫn rất tốt. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh thích những cái câu mà những cái âm cuối của em á, ví dụ như là huy hoàng. Anh thích chữ hoàng phía sau, rồi chữ ngà phía sau á. Cái âm nó vang ra và nó rất là chính xác và giống anh Ngọc Sơn rất là nhiều. Anh cũng khen em ở cái phần mà em đưa đẩy cảm xúc á, trong cái phần dựng bài của giám đốc âm nhạc cũng rất là có sự tính toán. Cho em ra trước rồi sau đó mới cho bạn Quân ra sau. Đó để em ghi điểm trước để mình chiếm lĩnh sân khấu, để cho nó định hình trước, để tạo một cái cơ sở, cái cảm xúc cho bạn Quân đi ra. Đó thì em ra xong rồi thì trong khi đợi bạn hát thì em vẫn nuôi cảm xúc. Và em cũng lắc lư và đong đưa một chút. Bắt đầu nhịp tay bắt đầu để bắt vào cái câu hát tiếp theo. Thì anh rất là thích, tức là mặc dù em không hát, bạn Quân đang hát, nhưng mà anh cũng vẫn theo dõi hai người, xem cái diễn biến sân khấu, diễn biến cảm xúc và cái thái độ của từng người nó có bị dứt ra hay không, hay là đang chờ đợi đúng cái câu mình giật mình vào thì không. Còn sang cái phần của Quân á thì em có phần thiệt thòi hơn một chút xíu, bởi vì người bạn của mình là cả thần sắc và cả giọng hát á, nói chung là chiếm trọn cái spotlight. Tuy nhiên là anh vẫn thấy em với bạn vẫn có sự hòa quyện với nhau trong cái bài hát này. Nếu tính về cái phần trình diễn của bài hát á thì anh vẫn rất thích. Thế hai bạn nó vẫn đảm bảo cái phần tiết tấu, cái phần tình cảm về phần nghe cũng như về phần nhìn và cái cảm xúc mà hai em nuôi được trong cái lòng khán giả. Chắc có lẽ là tại vì cái thân với anh Vũ quá cho nên có vẻ hơi khắt khe. Hồi nãy Tuyết đã cố gắng nhắm mắt mình lại để mà nghe giọng hát thôi, không nhìn, để mà tìm được một cái điểm giống với anh Trường Vũ. Nhưng Tuyết vẫn không tìm ra được một cái điểm nào giống. Đối với bản thân riêng một mình Tuyết thì Tuyết thấy bạn có thể nói là gần như là 70% không giống anh Trường Vũ luôn. Là đối với riêng bản thân Tuyết. Rồi cũng giống như anh Nam nói là bạn lại hát chung với lại Khang. Lại là một người phải nói như thế nào. Bây giờ chị đang suy nghĩ thế này nè Khang. Chị đang lo âu cho em. Bởi vì chị không biết là vào những vòng trong nữa. Vì em hát quá giống anh Sơn. Khi em bắt đầu thể hiện riêng phong cách của mình, liệu em có thoát ra khỏi anh Ngọc Sơn như bây giờ em đã là anh Ngọc Sơn trong giây phút này đây đối với chị? Đó cũng có thể xem như là một lời khen tặng từ giám khảo Minh Tuyết. Nãy giờ là khen Khang nhiều quá thì đây là nói để rút kinh nghiệm. Em còn bị một cái nữa, em có biết cái gì không? Cái nhịp của em. À đấy, cái nhịp của em vào nó bị trễ. Chị chỉ nhắc nhở em đã có được những cái rất là giống, nhưng coi chừng bị mọi người nói cái vụ phong cách của anh Sơn. Anh Sơn có nhiều lắm, cái pha phong cách của anh rất là nhiều. Đôi khi coi chừng chính vì mình muốn quá giống, coi chừng mình bị, chỉ dùng một từ nữa là lạm dụng. Tức là em tập trung vào đó,
em sẽ bị sơ sẩy những cái điều khác. Nếu em được vào vòng trong thì với tiêu chí chị vẫn phải soi những điểm đó để mà tính điểm, tại vì mình phải công tâm đối với tất cả các thí sinh khác. Mình thương, mình yêu, nhưng mà cuộc thi là nó phải ra cuộc thi. Dạ, với lại okay. Bởi vì khi mà mình vào vòng trong á, thì các thí sinh khác cũng đều giỏi như nhau. Đúng. Các thí sinh kia cũng đều rất giống với thần tượng của họ. Cho nên là gọi là ngang tài, ngang sức. Lúc đó thì giám khảo sẽ phải soi tới những cái lỗi xung quanh để mà chấm điểm cho các bạn thí sinh. Cần phải lưu ý điều này. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa, em người nơi xứ lạ, cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời, thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dại, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoán dài, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè. Ta vừa được nghe ca khúc Chỉ Có Bạn Bè Thôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng, do thí sinh Võ Duy, thí sinh Trùng Vương thể hiện. Xin mời Trấn Thành. Thật sự ra phần này thì bạn Võ Duy có vẻ là tốt hơn so với chính bản thân bạn rất nhiều. Thật ra bạn là người có nghiên cứu đấy. Bạn diễn cái mặt bạn giống anh Trường Vũ lắm luôn.
cái thái độ ngơ ngác rồi đau khổ, ngước nhìn lên, ừ nó vậy đó. Cái kiểu đó dễ thương lắm. Chỉ hơi tiếc cái là cái giọng của bạn, bạn không thay đổi được cái cách hát của mình. Chắc là một sớm một chiều mình chưa có quen á, tại vì bạn vẫn còn cái sự nhựa nhiều quá. Cái nhựa của anh Vũ nó rất là thẳng, nhựa vài nốt rồi nó thẳng băng à. Còn bạn vẫn bị cái âm vòm nhiều, thành thử ra là nó vẫn chưa có ra được, thật sự là chưa ra. Nhưng mà riêng bạn Trùng Vương thì cái vòng này hình như lại không bằng cái vòng trước. Có lẽ là do cái bài này anh Ngọc Sơn chưa có hát qua, đúng không? Thành thử ra là bạn cũng không thể mường tượng được là nếu anh Sơn hát bài này sẽ hát như thế nào. Thành thử ra là tôi nghĩ rằng là nếu như mà bạn yêu một người nào đó để mình có thể hóa thân thành họ, bạn phải nắm được luôn cái cách họ xử lý một bài hát. Chứ không phải đơn giản chỉ là mình nghe một bài nào đó nghe rồi mình sao chép lại. Nếu cái bài này đưa cho họ, họ sẽ xử lý ra làm sao, để mình tưởng tượng ra dù là họ không hát cái bài đó mình vẫn có thể hát được. Nên bài này có lẽ là chưa có thuận lợi lắm cho Trùng Vương. À đúng là như cái cảm nhận của Ly thì vòng này Duy tốt hơn. Nhưng mà đúng là Duy vẫn còn cái âm mô nhiều quá, cho nên cái hơi mình nó bị tù vào trong. Và khi những cái từ mình hát á, mình ngắt nó sớm nhưng cái lời nó không có rõ. Nhưng mà so với cái vòng trước thì đã thấy sự khác biệt qua từng vòng là cái sự tiến bộ của Duy rồi. Còn Vương hát cái vòng 3 này nó không bằng ở vòng 2. Cái vòng 2 thì cái đặc trưng của anh Sơn nó rõ nét hơn, đặc biệt là ở những cái câu mà quảng cao làm rất rất là tốt luôn. Thì trong cái vòng này nó có đó, nhưng mà nó không có đã bằng cái vòng 2. Chắc có lẽ là một mình hát á, mình thoải mái hơn khi cái bài đó mình quen thuộc nữa, mình có thể thoải mái để mình thể hiện. Nhưng mà dẫu sao cũng chúc mừng hai người đã hoàn thành trong tiết mục của mình. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và đây là Hoài Lê và Thiện Nhân. Hơi bất ngờ đó con. Sao hôm nay bà đặt mang đôi guốc cao dữ thần vậy trời? Người ta lớn rồi chị. Hôm nay hơi lạ. Thứ nhất là mang đôi guốc cao quá. Thứ hai là hôm nay ai làm cái đầu nhìn ngộ quá. Nhưng mà làm cho cái mặt ốm với làm xinh quá. Cái hồi nãy cô Tuyết quay qua hỏi, trời ơi sao hôm nay nó lớn dữ vậy Tư? Hôm nay làm giống như là thiếu nữ vậy đó. Chứ mới hôm qua đây thấy còn nít muốn chết luôn. Còn dành trà sữa uống đây mà. Ủa bạn này trên 18 chưa? Chưa. Dạ thưa chú Thành, là con năm nay con 17 tuổi. Quá trời con rồi. 17 vậy là đúng rồi. 17 tuổi mà người ta là quán quân cặp đôi vàng mùa đầu tiên đó anh. Trời đất ơi quá 17 trời. Rồi đó hả? Con cứ nhớ 15 tuổi hoài à. Chắc có lẽ cái hình ảnh ngày xưa lúc mới có 14, 15 tuổi nó quen rồi. Cái giờ cứ nhìn nó cứ tưởng nó 15 tuổi hoài cho nên không có cho nó lớn. Trời ơi, em ơi, cảm xúc của em như thế nào khi mà em biểu diễn với anh Hoài Lê? Dạ thưa chị là lúc đầu em cảm thấy hơi ngại. Hơi ngại hả? Ủa sao em bị ngại vậy? Bởi vì là
hát về tình cảm của mấy anh chị lớn lớn á, nên là em hơi ngại. Với lại lúc đầu mà anh Lê kiểu như nắm tay em muốn rút lại không để cho anh nắm. Trời ơi, người ta mới 17 tuổi. Anh em cũng sai tròn tròn. Em hơi hồi hộp nhưng mà em đã biểu diễn rất ngọt ngào và cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã hỗ trợ cho Hoài Lê. Dễ thương quá, 17 tuổi. Xinh quá. Chị Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Hôm nay sao vậy Lê? Có gì không chia sẻ trước đi. Mấy bữa nay em bệnh quá, đi chích mấy ngày nay mà thấy người nó cứ đuối. Hèn chi. Mà bị gì bệnh? Bị bệnh gì mà bị gì bệnh là sao? Không, bị cái gì mà bệnh có nghĩa là ăn cái ăn gì. Ăn nhiều quá. À tức là ý anh hỏi là trúng thật hay đẩy là đẩy đồ ăn đồ vô. Ông thầy nó hỏi câu đó là tôi hiểu rồi. Bị ho rồi đi chích kháng sinh. Trời đấy. Đất ơi, cái tướng vậy mà trái gió trở trời cái bệnh liền vậy đó hả? Yêu nhớt hả? Yêu nhớt hả? Yêu nhớt. Tiếc lắm. Bữa nay nó không hay thì không đúng, nói hay thì nó trật. Thiếu. Nó cứ thiếu. Sao đường rầy xe lửa nó bị cọt kẹt ấy không? Kiểu mà nhớt nó bôi không đủ á. Cái chạy cho nó bị vậy đó. Nó không có trơn. Không phải, kẹt kẹt mà nói gì nè, máy bay đang bay mà đúng là phải bay độ cao này. Em nó chưa lên tới tự nhiên nó bị gì nó rớt lại xuống. Nó tuột. Cái nó chưa lên tới nó chưa nó rớt lại xuống. Nó gặp mây nó rớt. Áp thấp nhiệt đới. Nó gặp mây nó rớt xuống. Tại sao nãy chị hỏi em là có vấn đề gì em chia sẻ? Hôm nay á, cái cục hơi của em nó có vấn đề. Thì nhiều khi chị nghĩ nếu mà em nói đó vấn đề ho thì đúng. Có những cái chỗ cái vị trí âm thanh của em đặt không đúng cái nốt đó. Nó bị giám đường á. Là cái gì? Nó bị vướng đàm. Trời ơi. Chứ là đáng tiếc thôi. Không phải là dở hết mà nó không có được như mong đợi, như là cái khả năng em vốn có. Cái thứ nhất là về đạo diễn sân khấu dàn dựng nè. Có cái ý tưởng hay, cái cô gái này đã mất rồi, bây giờ mình hoài niệm lại, mình nhớ lại thôi. Mà cái quan trọng là vậy nè, cái bài phối nó hay quá. Cái người ta nghe hát, người ta nghe cái bài nó hay, cái người ta lướt qua nó lẹ. Chứ hôm nay lựa cái bài mà nếu mà hơi khó nghe một tí, bài nào lạ lạ một tí là bạn sẽ gặp vấn đề nhiều hơn đó. Quan trọng nữa là bạn có những cái đoạn lên cao, cái đoạn ao á, bạn có được cái cách để mà phô giọng mình ra, nên nó kéo lại cảm xúc được rất là nhiều. Nhưng mà Thành vẫn giữ cái quan điểm là bạn là một trong những thí sinh mà nếu bạn tập trung thật sự thì những thí sinh khác cũng phải dè chừng đấy. Chị cũng nghĩ thêm một cái phần này để rút kinh nghiệm. Even cho những người ca sĩ chuyên nghiệp mà đi hát thường xuyên, mà cứ cầm một bên là cây đàn, một bên là cái mic, thì nó cũng dễ chi phối, tinh tế một chút xíu. Thì mình có thể cầm cái đàn mình rọi, xong rồi có thể là để một cái trụ mà kiểu mà trụ đứng phải không? Một cái trụ đứng cái bên á mà đẹp á, để cái đàn nó lên trên cái trụ rồi bắt đầu mình hát. Thì mình rút kinh nghiệm cái điều đó để lần sau thì nó tốt hơn nhé. Hồi nãy ông cầm mà tôi tưởng ông ra khai mạc đốt đuốc khai mạc Olympic. Dưới lời cái này quan trọng nè Lê ơi. Hồi nãy cái đoạn ra ha, Hoài Lê quay ra mà diễn bắt đầu nhìn cái nét của Quang Lê bắt đầu thấy cưng. Còn nửa cái bài đầu nha, bị đứng profin này không à, không thấy cái gì hết trơn mà người ta coi người ta bực lắm, nhìn cái bóng cái rồi là phải quay mặt nhìn khán giả lại liền, chứ không phải đứng dậy ngó cái bóng rồi đứng bài luôn rồi xong. Các anh chị nói rất là nhiều với các thí sinh ở các chương trình luôn, nhưng mà tụi em đều bị mắc phải. Tối kỵ là mình đưa cái lưng ra ngoài, thứ hai nữa đứng như vậy nè. Không, thật ra thì có thể là đây là cách biểu diễn nội tâm của bạn ca sĩ. Mà nói về cái phần nội tâm thì chắc chắn phải hỏi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Có thể thấy là Hoài Lê lúc cầm cái cây nến và đi tìm kiếm một cái hình bóng cũ đó, thì thực sự là cái ánh mắt của Lê cũng thuyết phục được anh và Minh Tuyết. Hai người nhìn nhau cười và nói với nhau rằng là ôi, cái dáng quá giống đi, cưng, dễ thương giống con Lê. Và em có năng lực diễn xuất chứ không phải là không. Và đó cũng là lý do mà để nhạc sĩ Minh Vi bố trí để dàn dựng cho em trong một cái phần mà nó có lớp lan và nó có cái cấu tứ đặc sắc trên sân khấu. Qua từng vòng thì chương trình cũng muốn dành cho thí sinh nhiều cái phần mới lạ hơn. Và thí sinh chúng ta buộc phải, không chỉ riêng Hoài Lê mà những bạn khác buộc phải làm quen, xử lý đạo cụ, xử lý với bạn diễn với mình, xử lý những cái tình tiết trên sân khấu. Chẳng hạn như là lúc mà em cầm cái nến và em cầm cái mic, em bị mất đi cái động tác tay của anh Quang Lê đúng không? Nhưng cái nghiến của em đâu rồi? Cho nên là cũng không tạo được cái phần nhìn nó hấp dẫn. Đạo diễn hoặc chương trình cho mình đạo cụ gì hoặc phục trang gì thì mình phải tìm cách mình xử lý. Em cứ hát một mình như vậy và không có những cái yếu tố gì khác trợ diễn cho em thì em cứ một màu từ đầu đến cuối, em hiểu không?
bản lĩnh hơn và mình tinh tế hơn một chút xíu. Mặc dù tình cảm và cách diễn xuất với thiện nhân thì anh thấy có, nhưng mà nó vẫn chưa đủ đã lắm. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo. Gặp em từ buổi xem nhạc, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóp như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ giáo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Cho lòng vơi hết đắng cay, xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát siêu bông, như người ta trách là siêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ôm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Em từ buổi xem nhạc, dòng ca ngọt êm xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, để anh thầm nghe vấn vương. Từ giáo ơi đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài, cho lòng vơi hết đắng cay, xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu bông, như người ta trách là diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ôm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ôm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Thí sinh Hoài Lê, xin mời nhận xét từ giám khảo Minh Tuyết ạ. Trước hết á, là cái bài Tương Tư Nàng Ca Sĩ này nè, Quang Lê đó, rất là hay và rất là ngọt ngào. Thì khi mà em vô đầu bài cái phần mà chậm đó,
thì chị lại cảm giác như là em hát hơi bị gò quá, nó không có cái độ mềm mại mượt mà như là bình thường em hay có. Mặc dù những cái động tác, cái tướng đi của em rất là giống Lê, cái điều đó là chị không thể nào mà phủ nhận được. Nhưng mà cái cách hát của em ngày hôm nay á, nó không có sự ngọt ngào trong đó, nó rất là bị gò. Cứ là em gò từng câu từng chữ đó, nghe nó mất đi cái độ mượt mà. Nhưng mà qua tới cái đoạn cha 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 đó, chị nói thôi chết rồi, càng hát càng rớt nhịp, càng hát càng không theo được cái nhịp cha cha cha. Chị cũng hiểu một phần là khi mà một người ca sĩ hát bolero, nhạc bolero á, và nếu mà họ không quen hát những cái dòng điệu nhạc nhanh á, thì họ sẽ khó cái bắt được cái nhịp. Hình như bài này Quang Lê cũng chưa bao giờ hát cha cha cha, phải không? Cho nên em cũng không có cái cơ hội để bắt trước được. Em rớt hoàn toàn. Chị tiếc quá. Lê ơi, biết nói gì đây khi hai đường đời ngăn chia mình rồi. Cha cha cha. Hát liền. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ, chờ. Da, 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 da. Ủa em không định nhảy với chị hả? Có không nhìn nó có... sợ. Nhỏ quảng luôn á em. À dạ. Em nhảy cho nó tưởng nó bị gì nó quảng. Em thấy có một sự dè chừng và dè biểu nhẹ. Thương Lê lắm luôn á, nói thiệt á. Rất là cưng luôn, bữa nay chịu khó ăn cho tròn ra. Để mà giống Quang Lê, nhìn cưng muốn xỉu, thấy hai cái đai mà nịch không hết cái con người. Trời ơi trời. Là ra là cưng tới nơi rồi. Trời nhìn, cái, giống Lê vậy sợ. Giống dạ mang tôi với bà Minh Tuyết cứ nhìn nhau nhìn trội tấm tắc khen ngợi nó trời. Đi ra ơi. Còn cái tay để gì chứ. Ờ. Cái tay mà bâng quơ đó. Thường thường người ta đưa giày chứ không ai đưa giày. Ừ. Giống như cái con gì mà cái con mèo. À, y chang vậy đó. Người ta đưa cái tay giày, chỉ có con Lê một mình nó đưa giày. Ờ. Ổng giống như là ông tìm cái gì trong màn đêm á, ông rờ có gì không á, không nó ngộ lắm mà ra là thấy ưng rồi chịu rồi ông kết rồi. Tao nói trời bữa nay ngon rồi kết cái đai mà nè. Vô cái mà tăng tá đắng tăng 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 là cái bài hay nữa êm nữa hơi cấn ha. Còn bệnh đúng không? Không còn chứ, khỏe mà không bệnh đâu. Nói đó. Rồi sao yếu nhớt à? Yếu nhớt à? Ờ, yếu nhớt, yếu mà yếu nhớt thấy ghê. Vậy chứ thấy thương quá à. Rồi vô cha cha cha, công nhận ban nhạc gõ hay ha. Gõ tới đâu em rớt nhịp tới đó. Trời ơi, ban nhạc gõ trong vô giọng. Kêu nhỏ em dí dí ban nhạc đi, em dí đi. Ừ, nhỏ đứng hát bình tĩnh. Mà ca còn bị chi phối. Ở ngoài này nhảy sung dễ giờ sung. Mà người ta nhảy ta kiện tướng. Hai cặp dancer hát không biết bắt sao nhịp. Quất quất lia lịa luôn. Kiện tướng người ta nhảy mà. Thì bảo vậy đặt kiện tướng nữa. Bà Cẩm Ly quay qua đó. Xin ơi xin, mua lần ha xin. Trời ơi, nhưng mà dữ vậy. Mà vậy nè, người ta nhảy đẹp, cái bị chi phối nữa. Mà chả đứng đầu tuốt ở dưới biển á. Cái kêu, đây nè, Vũng Tàu, đây nè, Vũng Tàu, bên này. Trời ơi, mà nó chơi vơi mà cái người đã bự rồi mà nó nhìn vẫn thấy bé nhỏ. Trời tôi buồn quá, không biết nói sao chứ tôi thương Lê lắm đó. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Thì anh thấy là trong cái tiết mục vừa rồi, lỗi là lỗi cái tại cái cô mà vừa kim vai trò ca sĩ và vừa là vũ nữ trong một cái phòng trà đúng không? Ca xong rồi sau đó là nhảy luôn. Và lúc cổ ca nha là mình còn để ý Hoài Lê. Dạ. Mình vẫn để ý Hoài Lê. Cổ xuống dưới này cổ nhảy với thêm một cái kiện tướng Huỳnh Huy nữa là xem như cộng với một cái bộ váy vàng mà vàng rực rỡ đó. Nhảy xong là anh không nhìn thấy Hoài Lê đâu nữa hết luôn. Người gì mà hám đẹp thế ớn luôn. Không phải, bởi vì đẹp trên sân khấu bộ. Nó có những cái bắt mắt và anh nghĩ em phải sắm một cái ba đờ suy mà lấp lánh mà hột xoàn mà màu vàng đúng luôn á. Đó. Đúng. Như là Elvis Presley vậy đó. Đó thì họa may em mới có thể là chiếm được cái spotlight trong cái phần vừa rồi. Thiệt. Nhưng mà nói giỡn cho vui thôi, nhưng mà thật sự là anh cũng có cảm nhận giống như những vị giám khảo còn lại. Cái đất diễn phần đầu xem như là ưu thế của em. Nhưng mà cũng rất tiếc như các giám khảo khác, cái phần hát của em nó chưa thể thuyết phục được. Và sang phần 2 thì cái phần nhảy nó đã bị chi phối quá nhiều. Đó là cũng là một cái phần bản lĩnh của mình. Một số tiết mục trong những đêm trước đây em nhớ không? Tức là có những phần mà vũ công ra tràn sân khấu không phải hai người đâu, mà tới mười mấy người ra nhảy. Nhưng mà một số thí sinh vẫn giữ vững bản lĩnh, vẫn tỏa sáng và spotlight, vẫn tập trung và họ vẫn được chú ý nhất. Đó thì cái đó là cái bản lĩnh của mình. Người ta có cái phong thái và cái phong cách, đặc biệt là giọng hát nữa.
thì cái giọng hát nó có thể cứu rỗi được rất là nhiều thứ. Nhưng mà có thể là hôm nay em có thể vì sức khỏe rồi bị lơ nhịp, anh nghĩ là một phần trình diễn không được tốt lắm. Cảm ơn phần chia sẻ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời giám khảo Cẩm Ly ạ. Lê, em cũng không có phải là rớt nhịp nhiều. Chính xác là như thế. Tất cả các thí sinh ở trong chị cũng nhắn nhủ là đêm dạ vũ, cái quan trọng là cái tiết tấu của từng cái điệu. Em phải nắm bắt và hát đúng cái tiết tấu của nó thì nó mới ra được, hiểu không? Ví dụ lẽ lúc mà em hát cái lúc đoạn đầu nó chậm á, thì em thoải mái được. À, tuy rằng giống như chị Tiết nói là có hơi bị gò tí xíu, nhưng mà qua tới cái bài sau á, em không thể hát theo cái cách bài chậm của em được. Cái cách phân câu ngắt nhịp em không thể đi theo, mà em phải đi theo cái tiết tấu thì nó mới ra được cái hồn của cái bài hát. Còn cái này em vẫn hát trải dài, cho nên cảm giác là trong cái câu đó em không chắc được cái câu đó, là em không đủ hơi để em tràn qua cái câu sau, nó dính liền. Cho nên anh Thành có cảm giác là em rớt nhịp, nhưng thực ra em không có rớt nhịp nhiều, nhưng mà người ta sẽ cảm giác như vậy. Tại nhưng vì là em phải biết cách ngắt câu chia câu để mà hát dứt khoát câu này nó qua cái câu kia, gọi là tiết tấu. Thì em phải làm vậy chứ em không thể hát trải dài ta đánh ta đánh ta đánh, cái em chưa kịp qua câu sau tiết tấu nữa nha, ta ra cái em là vậy. Thành ra nó cứ bị đều nhau cho người ta, nó không vào tiết tấu. Tất cả những cái bài dạ vũ giống như là nãy đang Trang hát thì chị nói là cái tiết tấu, nếu tụi em làm ra cái tinh thần thì nó sẽ cộng hưởng với cái bài, giống như Trang hát nó dứt khoát ở đừng cái đoạn nhịp thì nó sẽ cảm thấy sức mạnh ở trong cái bài hát đó. Về phần tiết tấu, mai mốt mình nghe, ví dụ mình hát bài nhanh là mình phải biết phân từng câu, từng cái từ ở chỗ nào cho nó vào cái khuôn nào, chứ mình không thể hát trải dài như thế được. Chào cái phong cách Ngọc Sơn á. Còn tiếng tha thiết chân thành, muốn nói với em nhiều lắm, nhưng rồi anh lại lặng câm. Đêm ngày thương nhớ âm thầm, biết nói cùng ai tâm sự đầy vơi. Người tôi yêu thương nhận trên đời, người yêu của tôi thật thà, không mơ cao sang lụa là, không mang phú thì đèn hoa. Đổ ai quét sạch lá rừng, để ta thuyền gió đừng dùng cây. Chừng nào trái đất ngừng quay, lòng tôi mới hết đắm say yêu nàng. Biết nói gì đây hỡi người yêu ơi, nhìn trăng khuya xa khuất trăng trời, đêm nay trăng đêm một mình viết lên câu ca trữ tình chân thành anh gửi về em. Gió đường dùng cây, chừng nào trái đất ngừng quay, lòng tôi mới hết đắm say yêu nàng. Biết nói gì đây hỡi người.
phía xa khuất chân trời. Đêm nay trăng đêm một mình viết lên câu ca trữ tình chân thành. Anh gửi về Trung Vương vừa mới thể hiện một sáng tác của chính danh ca Ngọc Sơn, Biết Nói Gì Đây. Em ơi, thấy hát cái bài này say đắm quá, truyền cảm quá, dạt dào cảm xúc quá. Thật sự là em theo cái nghề này là vợ em không có ủng hộ cho mấy. Tại vì bản thân mình không có điều kiện này nọ. Hiện tại bây giờ mình cũng là ca sĩ tự do nhưng mà vừa làm vừa đi hát. Cũng hai vợ chồng cũng đang đi làm hàng ngày để mà kiếm sống qua ngày. Còn riêng em là đi làm để mà nuôi cái nghề hát, nuôi cái nghề em đã chọn. Chứ gần rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn, nhưng em vẫn chọn. Biết nói gì đây với bà xã, bây giờ chỉ cần nghe anh hát thôi thì em hiểu được cái niềm đam mê đó của anh nó như thế nào, thông cảm cho anh, hiểu cho công việc của anh. Có phải ý em là vậy không? Dạ đúng ạ. Rồi nhắn nhủ với bà xã Trùng Vương luôn nghe. Hát hay quá để cho chồng đi hát, đừng có ngăn cản gì hết trơn, trời em nghe. Rồi bây giờ chúng ta thêm một cái lời động viên từ ban giám khảo đi, anh Trấn Thành. Thật sự là thế này nè bạn lại kể một cái câu chuyện rất là cũ ha. Tôi hỏi một cái cô vũ công, cô lọt vào top 4 của một cuộc thi rất lớn về nhảy múa. Tôi nói là bạn ơi, sao bạn không đi vô mấy vũ đoàn bạn nhảy á, để bạn kiếm thêm thu nhập. Bạn trả lời tôi một câu như thế này. Dạ thưa anh Thành, thật sự ra với em, biết đủ thì nó sẽ là đủ. Tại vì không bao nhiêu là đủ hết, chỉ cần mình biết đủ thì nó là đủ. Thì cũng như câu chuyện của bạn, có thể là cái công việc này đối với bạn nó cực kỳ khó khăn, nó cực kỳ gian truân, nó làm cho mình đôi khi mình cảm thấy không công bằng. Tại sao mình cố gắng hết sức rồi mình cũng như người ta mà mình không được ghi nhận. Tôi nghĩ là đó là lý do mà có rất nhiều người phụ huynh hay ngăn cản con mình theo con đường nghệ thuật. Nhưng thực sự ra những người đi vào nghệ thuật á, mà người ta không có được thành danh, nó có vài trường hợp sau đây. Một là do may mắn không có đến với người ta. Hai là do quá trình người ta làm việc và cống hiến cho khán giả, có một cái điều gì đó người ta chưa nắm được cái bí quyết để lấy được trái tim của khán giả. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là tất cả những người đó, họ đều có chung một cái điều, đó là họ say mê với công việc họ làm. Và họ cảm thấy là cuộc sống họ có ý nghĩa khi họ làm cái việc đó. Tôi nghĩ là cuộc sống của bạn á, cái cuộc đời này mình sống không có bị lãng phí, đúng không? Nó có ý nghĩa mà. Đó là một số điều chia sẻ từ giám khảo Trấn Thành liên quan đến câu chuyện của Trùng Vương. Thế còn về tiết mục này thì Trấn Thành nghĩ sao? Lần này bạn xuất sắc hơn Thành nghĩ nhiều, tốt hơn cái bài mà hát tứ ca rất nhiều luôn. Lần này là bạn hát từ những câu đầu thôi là khán giả, thậm chí giám khảo quay qua trầm trồ với nhau. Rồi giống rồi, giống rồi, mà giống lắm luôn chứ không phải giống bình thường. Thành chỉ nhắc bạn về độ tập trung thôi. Bạn cực kỳ tốt với những đoạn đầu, cái càng ngày càng sau bạn thả lỏng ra, cái bạn quay về bản thân của mình, bạn hiểu không? Tập trung và cho đến phút cuối cùng, cái câu cuối cùng là cái câu mà dứt nọc để khán giả vỗ tay, thì làm sao cho cái câu cuối cùng nó phải đậm đà. Đó là một trong những cái cách mà tôi nói bạn là phải đắc nhân tâm, phải làm sao có chìa khóa cho bản thân của mình bạn nhé. Hồi nãy cái đầu tiên mà bạn bước ra đó là Tuyết cười liền, Tuyết nhìn anh Nam, Tuyết cười liền, là cái sự vẫy tay của đặc trưng của anh Ngọc Sơn. Phải không? Wow, thân thiện. Wow, thân thiện. Nhưng mà bạn thiếu một chút xíu này nè, nếu mà bạn lọt vào vòng trong bạn phải để ý cái mặt anh Sơn á, nó nhìn nè. Cái mặt anh vậy đó, đã vào vai nhân vật rồi thì phải vào cho tới cùng. Cái điều đó là cái điều đầu tiên. Còn về đối với lại cái phần thi vừa rồi của bạn đó thì bạn hát tốt hơn cái vòng đầu rất nhiều. Cái vòng đầu chị Cẩm Ly nói rằng bạn phải hát được những cái đặc trưng, cái cách phát âm, cái cách nhả chữ, cái cách ngân của cái người thần tượng của mình. Thì vòng này bạn đã làm được điều đó. Nhưng có một điều là bạn phải giữ cái cột hơi của mình cho chắc. Bởi vì muốn hát giống anh Ngọc Sơn á, vừa ngọt, vừa vang mà không bị hụt hơi, không phải là một điều dễ dàng. Bởi vậy mới chỉ có một Ngọc Sơn mà thôi. Cho nên bạn muốn làm được điều đó thì bạn phải tập cái cột hơi của bạn thật là chắc và khỏe, để những cái nốt thấp lẫn những cái nốt cao và những cái nốt bỏ nhỏ bạn phải hát để người ta nghe được, thì nó mới đủ tiêu chuẩn giống thần tượng Ngọc Sơn của mình. Chúc mừng bạn. Dạ, xin cảm ơn. Thank you.
chẳng thành. Quán bên đường vắng tanh, chỉ còn tôi với anh. Tôi với anh. Tôi với anh. Đó là Ngọc Khang và Việt Quân. Ông Khang không vui quá à. Sao vậy anh Thành? Cái đoạn đó nó quá có duyên luôn. Cái giọt vớt bèo đó. Vớt bèo nhẹ nhẹ. Thật sự quá thú vị. Vui thiệt là vui luôn. Tôi nhìn bạn hoài. Bạn là cái người có cái sự tưởng tượng rất là tốt. Bạn feel cái điều mà cái ngôi sao thần tượng của bạn đang feel. Tại vì cái bạn kia bạn làm không được cái điều bạn vừa làm. Đó là anh Ngọc Sơn hát bài này đâu có thường đâu. Lâu lâu coi như là hên xui khán giả lâu lâu yêu cầu anh hát thì em mới hát chứ anh không bao giờ anh thu âm chính thức cái bài này cả. Nhưng mà bạn hát vẫn rất tốt. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh thích những cái câu mà những cái âm cuối của em á, ví dụ như là Huy Hoàng. Anh thích chữ Hoàng phía sau, rồi chính Ngà, chữ Ngà phía sau á. Cái âm nó vang ra và nó rất là chính xác và giống anh Ngọc Sơn rất là nhiều. Anh cũng khen em ở cái phần mà em đưa đẩy cảm xúc á, trong cái phần dựng bài của giám đốc âm nhạc cũng rất là có sự tính toán. Cho em ra trước rồi sau đó mới cho bạn Quân ra sau. Đó để em ghi điểm trước để mình chiếm lĩnh sân khấu để cho nó định hình trước. Để tạo một cái cơ sở, cái cảm xúc cho bạn Quân đi ra. Đó thì em ra xong rồi thì trong khi đợi bạn hát thì em vẫn nuôi cảm xúc. Và em cũng lắc lư và đong đưa một chút. Bắt đầu nhịp tay bắt đầu để bắt vào cái câu hát tiếp theo. Thì anh rất là thích, tức là mặc dù em không hát, bạn Quân đang hát nhưng mà anh cũng vẫn theo dõi hai người. Xem cái diễn biến sân khấu, diễn biến cảm xúc và cái thái độ của từng người nó có bị dứt ra hay không, hay là đang chờ đợi đúng cái câu mình thì giật mình vào thì không. Còn sang cái phần của Quân á thì em có phần thiệt thòi hơn một chút xíu, bởi vì người bạn của mình là cả thần sắc và cả giọng hát á, nói chung là chiếm trọn cái spotlight. Tuy nhiên là anh vẫn thấy em với bạn vẫn có sự hòa quyện với nhau trong cái bài hát này. Nếu tính về cái phần trình diễn của bài hát á thì anh vẫn rất thích. Thế hai bạn nó vẫn đảm bảo cái phần tiết tấu, cái phần tình cảm về phần nghe cũng như về phần nhìn và cái cảm xúc mà hai em nuôi được trong cái lòng khán giả. Chắc có lẽ là tại vì cái thân với anh Vũ quá cho nên có vẻ hơi khắt khe. Hồi nãy Tuyết đã cố gắng nhắm mắt mình lại để mà nghe giọng hát thôi, không nhìn, để mà tìm được một cái điểm giống với anh Trường Vũ. Nhưng Tuyết vẫn không tìm ra được một cái điểm nào giống. Đối với bản thân riêng một mình Tuyết thì Tuyết thấy bạn có thể nói là gần như là 70% không giống anh Trường Vũ luôn. Là đối với riêng bản thân Tuyết. Rồi cũng giống như anh Nam nói là bạn lại hát chung với lại Khang. Lại là một người phải nói như thế nào. Bây giờ chị đang suy nghĩ thế này nè Khang. Chị đang lo âu cho em. Bởi vì chị không biết là vào những vòng trong nữa. Vì em hát quá giống anh Sơn. Khi em bắt đầu thể hiện riêng phong cách của mình, liệu em có thoát ra khỏi anh Ngọc Sơn như bây giờ em đã là anh Ngọc Sơn trong giây phút này đây đối với chị? Đó cũng có thể xem như là một lời khen tặng từ giám khảo Minh Tuyết. Nãy giờ là khen Khang nhiều quá thì đây là nói để rút kinh nghiệm. Em còn bị một cái nữa, em có biết cái gì không? Cái nhịp của em. À đấy, cái nhịp của em vào nó bị trễ. Chị chỉ nhắc nhở em đã có được những cái rất là giống, nhưng coi chừng bị mọi người nói cái vụ phong cách của anh Sơn. Anh Sơn có nhiều lắm, cái pha phong cách của anh rất là nhiều. Đôi khi coi chừng chính vì mình muốn quá giống, coi chừng mình bị, chỉ dùng một từ nữa là lạm dụng. Tức là em tập trung vào đó, em sẽ bị sơ sẩy những cái điều khác. Nếu em được vào vòng trong thì với tiêu chí chị vẫn phải soi những điểm đó để mà tính điểm. Tại vì mình phải công tâm đối với tất cả các thí sinh khác. Mình thương, mình yêu, nhưng mà cuộc thi là nó phải ra cuộc thi. Dạ, với lại okay. Bởi vì khi mà mình vào vòng trong á, thì các thí sinh khác cũng đều giỏi như nhau. Đúng. Các thí sinh kia cũng đều rất giống với thần tượng của họ. Cho nên là gọi là ngang tài, ngang sức. Lúc đó thì giám khảo sẽ phải soi tới những cái lỗi xung quanh để mà chấm điểm cho các bạn thí sinh. Cần phải lưu ý điều này. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Ai quá giống không quý vị? Có thể nói đây là một trong những ca khúc đầu tiên đánh dấu sự kết hợp của hai người tình trên sân khấu, đó là ca sĩ Bằng Kiều và ca sĩ Minh Tuyết. Và sau thành công của ca khúc này thì hai ca sĩ Bằng Kiều và Minh Tuyết đã kết hợp với nhau với rất nhiều những bài hát sau đó nữa và được nhiều khán giả yêu mến. Có phải không chị Tuyết? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì hôm nay khi chị nghe hai bạn ấy hát lại ca khúc này của mình, cái cảm xúc của chị bây giờ ra sao ạ? Trước tiên thì chị khen bạn trai Ngọc Linh.
Ngọc Linh á, là tại vì khi anh Kiều hát với chị thì chị không có nghĩ ra nó cái bài này, cái giọng ca con trai nó bị cao dữ vậy. Có nghĩa là mỗi lần mà chọn bài song ca đó, tụi chị lại không chọn bài song ca mà tụi chị chọn bài đơn ca để hát. Như vậy thì cái giọng anh Kiều sẽ được phơi bày nhiều hơn và nó sẽ hay hơn. Thì cái tông nó rất là cao, mà chị rất là khen em là hôm nay em hát được cái tông anh bằng Kiều thì không có mấy ai làm được điều đó. Còn cái cảm xúc của chị nói sao ta? Chị thấy em với lại Hoàng Linh hát đó, diễn với nhau rất là tình, thì chị cảm thấy chị bức xúc vô cùng. Là bởi vì khi anh Bằng Kiều á, anh có một cái đặc trưng mà Trấn Thành không biết. Là khi anh đứng trên sân khấu anh không nhìn chị, mà anh cầm microphone anh nhìn mấy cô ở dưới không à. Đó, cho nên chị trời rất là bức ơi. Xúc đó. Anh Kiều sao anh kỳ vậy, sao anh có thể thờ ơ với một nhan sắc cái bên được. Nhiều khi cái gì mà nó gần quá người ta lại không có thấy trọng đó em. Mà nhớ lại anh Bằng Kiều đối với chị thật là đau lòng em ạ. Alo, anh Kiều hả? Sao anh không dòm người ta? Hả? Cái gì? Anh mất sống rồi hả? Từ chối trả lời luôn. Vâng, rồi để nói lại cái tiết mục vừa qua thì Trước ngồi trước nghiên cứu, trước nghĩ ra được như vậy nè. Cái chữ cuối cùng á, bạn đẩy cái câu nó ra, rồi mình hãy ngưng, chứ đừng nó ngưng ở bên trong. Anh đợi rồi anh mới ngưng ra, chứ không có là không có ngưng ở trong. Cái ngưng liền đó là của cái Tuyết. Cái ngưng liền ở bên trong là á là của Tuyết. Thì có thể cái đó nó sẽ giúp bạn giống anh Kiều nhiều hơn một tí. Cảm ơn chị. Bạn gái thì Tuyết nghĩ là cái người mà sẽ nhận xét chính xác nhất đó là chị Cẩm Ly. Mời Thánh soi. Cảm ơn. Chị nghĩ một phần em cũng hơi bị gò bó trong những cái đầm của mình, cảm thấy không thoải mái, cho nên cái hình thể của em nó không giải phóng được. Thì nó liên quan đến cái giọng hát của em luôn. Tại vì em hát trước đi, một câu đi chị sẽ nói. Bạn nhạc lấy giùm cái kia. Hãy nói rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi. Hãy nói rằng cuộc tình mình giờ như ánh trăng dần trôi. Ok, được rồi, Tuyết hát lại câu đó. Hãy nói là cuộc đời này ta ti ra đi ta. Hát chữ luôn. Ti ra đi da ra 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 đi ta đi da. Em không có đẩy nó ra. Không, em nó đẩy là một phần. Một phần chữ em không có đẩy lực, em gom cái chữ em túm tím nó lại như thế này. Còn Tuyết là hát sẽ rõ. Hãy nói rằng cuộc đời này anh chỉ muốn là... Tức là nó phát âm ra từng chữ nó sẽ rõ ràng. Còn bây giờ nói về Ngọc Linh, hồi nãy chị hơi phấn khích tí xíu. Rõ ràng ở cái vòng 2 là tiến bộ. Chị bảo em là em sẽ gom chữ và em miết lại. Qua tới cái vòng 3 này khác hẳn. Phấn khích gì cái sự mà em thay đổi liền trong tích tắc. Mình thấy có cái sự khác và tiến bộ là cảm thấy vui rồi. Em làm được, cái trong cái tập này em làm được. Tuy rằng nó không hoàn hảo hết. Nếu em đi được vào vòng trong thì chị nghĩ là với cái đà này, cứ mỗi ngày mình một tí xíu là vào trong nữa là em sẽ càng giống anh Kiều nhiều. Cảm ơn Linh. Về phần diễn chắc là cho anh có góp ý một chút xíu nữa thôi. Hai em có sự tính toán với nhau về mặt bố cục ban đầu đúng không? Tuy nhiên mình đã có cái ý tưởng rồi thì mình phải biểu đạt được cho nó tới. Tức là dù hai người ban đầu đứng nhưng mà anh thấy không có chạm vào nhau luôn á. Cái đoạn mà cầm tay nhau rồi bắt đầu chia tay nhau á, thì đi là hai đứa đi thẳng luôn. Thì nếu như là chị Tuyết á thì chỉ sẽ còn nhìn lại một cái ánh mắt gì đó. Cái sự liên tiếp phải không? Đúng rồi, còn em là đi thôi, coi là nhìn hẳn bên này. Nó làm đánh mất cái cảm xúc của cái người đang theo dõi lúc đó. Em nhớ là anh Trấn Thành đã từng nói là chị Minh Tuyết là cả một trời diễn xuất trên siêu sân khấu. Diễn đó. Cái nội tâm bên trong cổ nhiều lắm. Khi cổ hát cổ tưởng tượng, chứ tưởng tượng ra phía trước chị có rất là nhiều cái điều. Thì em cũng mới biết tưởng tượng ra vậy, không tưởng tượng ra không diễn được. Cảm ơn các vị giám khảo. Trao nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế,
Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Một lời sẽ mãi bên nhau, và em sẽ nhìn anh và hát. Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào khát khao được yêu mãi thế. Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ xa xa. Người hãy, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn anh sẽ mãi bên nhau, và em sẽ nhìn anh và hát. Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào ơi. Hài lòng chưa? Em mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Về phần diễn thì anh có lời khen Thanh Mộng á. Em có đặt để cảm xúc của mình vào trong cái bài này. Từng cái đi đứng hoặc là em nhìn cái người bạn của mình á, em cũng thể hiện được cái tâm trạng đó. Khen em một lần nữa là em là cái tên Thanh Mộng. Một cái giấc mơ đẹp, một giấc mơ màu xanh giống như là cái chiếc áo em mặc hôm nay á. Không biết vô tình hay hữu ý mà rất giống với chiếc áo màu xanh của chị Minh Tuyết cũng mặc luôn. Thì anh cũng mong là với ngoại hình nè, với chất giọng mình đã có, thì mình đào sâu và tìm tòi hơn, thì anh nghĩ rằng là em sẽ thành công hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Nói thật với các bạn như thế này, riêng bé gái Thanh Mộng đó, em vẫn bị đại chữ nhiều quá. Một cái gì đó mà nó lố hơn cái hay một tí, gọi là sến. Bây giờ thí dụ nhiêu đó là hay, cái mình ráng mình bẻ, mình cong, mình uốn lượn, mình tô đậm nó thêm tí gọi là sến. Bộ đồ sang trọng như đó gọi là đẹp, cái ráng gắn thêm cái hộp, cái bông, cái chuỗi, cái lông vô, cái bắt đầu ra sến. Sến nó là một cái trạng thái là nó quá so với cái chuẩn. Thì hiện nay mình đang bị cái vấn đề sến ở đây đó, có nghĩa là cái nốt của em bẻ nó nhiều tới mức độ mà nghe nó bị sướt mướt quá. Cái thứ hai là em bớt đi cái độ bén của Minh Tuyết rồi, phát âm ra âm thanh phải nằm ngoài này cho nó cắt da cắt thịt nghe nó mới đã.
anh nghĩ là bài này do cái tông á, đúng không? Tông phải... này nó có giống tông của chị không vậy? Hay là thấp hơn vậy? Thấp hơn một tí. Thấp hơn phải không? Hèn chi chị nghĩ là như vậy. Cũng cái tông bị thấp cho em gái. Bây giờ nói về ông Nam, thật sự ra giọng em không phải là một giọng hát dở, em hiểu nói không? Em cũng là người hát tốt, nhưng mà để hóa thân thành anh Bằng Kiều thì phải nghiên cứu thật kỹ nha em trai. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Tuyết không góp ý nữa mà Tuyết xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Phải yêu thích giọng hát của Bằng Kiều và Minh Tuyết thì hai bạn mới bắt chước, và đó là một cái niềm vinh hạnh của Minh Tuyết. Cảm ơn hai bạn đã cho Minh Tuyết những tiết mục gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm giữa Minh Tuyết với Bằng Kiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chia sẻ của ca sĩ Minh Tuyết. Và bây giờ hai em chờ đợi kết quả nha. Xem như ký ức ngọt ngào, nếu kéo nhau làm chi, một mình em thôi. Bao nhiêu đêm qua em đã quên rồi, em sẽ không u buồn. Một mình em đi, em không băn khoăn sẽ tới đâu mai này. Em sẽ không còn nhớ. Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ, giờ đây không trông mong chỉ vào anh nữa. Và anh trông em hôm nay vĩnh viễn phai nhòa, tình yêu đi qua em giữ cho riêng mình. Khi đôi ta xa nhau không nói một lời, thì nay em quên tên anh đừng than trời. Một mai khi cơ tên em anh sẽ biết rằng, vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất. Đừng gọi tên em, xa nhau hôm nay đâu có vui gì, nhưng em vẫn không quay lại. Dù mình đi qua, mong anh mai sau sẽ biết yêu lại, không nên vô tâm lần nữa. Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ, giờ đây em không trông mong chi vào anh nữa. Và anh trông em hôm nay vĩnh viễn phai nhòa, tình yêu đi qua em giữ cho riêng mình. Khi đôi ta xa nhau không nói một lời, thì nay em kêu tên anh đừng than trời. Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằng, vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất. Một mai khi cảm tên em anh sẽ biết rằng, vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất ta cách xa từ đây. Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ, giờ đây không trông mong chỉ vào anh nữa. Và anh trông em hôm nay vĩnh viễn phai nhòa, tình yêu đi qua em giữ cho riêng mình. Khi đôi ta xa nhau không nói một lời, thì nay em kêu tên anh đừng than trời. Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằng, vì em vô tâm nên anh đã đánh mất. Xin đừng níu kéo, ta cách xa từ đây. Qua rồi anh hãy
Quá thú vị. Cần muốn xỉu. Tôi đúng là tôi thấy là cái dòng chảy của Hồ Ngọc Hà nó đang ngấm vào từng thớ thịt cũng như là mao mạch của bạn. Bạn thở cũng ra Hồ Ngọc Hà, nói chuyện cũng ra Hồ Ngọc Hà. Chắc là phải yêu Hà lắm nha. Vâng ạ, chị Hà là thần tượng lớn nhất của em. Giống lắm, giống lắm. Nhưng dĩ nhiên nói về âm sắc của một người đàn ông thì không thể hoàn toàn giống được giọng của Hồ Ngọc Hà. Nhưng nói về khả năng nghiên cứu và cái tâm hồn á thì là hoàn toàn là của Hồ Ngọc Hà. Thật sự là đáng kinh ngạc. Bé ơi, cô bé còn lại là bé Lan Anh. Dạ. Hôm nay em đẹp quá trời với cái váy này. Anh không biết ai thiết kế cho em, nó đẹp khủng khiếp. Em cũng là một cô gái hát tốt, nhưng nếu nói về để hóa thân thành Lệ Quyên thì hôm nay em lại không tốt. Lệ Quyên, cái mà cô ấy làm được ngoài một giọng hát được kiểm soát chuẩn mực từng nốt thì Lệ Quyên còn khống chế được không khí của khán phòng. Lệ Quyên tự tin với tất cả những gì cô ấy làm. Đó là điều mà em đang chơi vơi từ nãy giờ để loay hoay tìm kiếm. Vâng. Đáng tiếc, em sẽ cần thời gian để luyện tập nhiều hơn. Một tiết mục mà tôi nghĩ rằng là nó đầy đủ cái tiết tấu và rất là lôi cuốn. Dù không có dancer phụ họa vào, nhưng mà tôi nghĩ là cái phần nhiều là cái không khí mà trên sân khấu là do Ngọc Tân đem lại. Anh nghĩ là cả từ giọng hát và cả cái phong thái của em, thậm chí những câu come on, theo kiểu mà nghe nó gọi là sắc bén, kiểu Hạ Hồ lúc mà hô kêu gào mọi người, Ngọc Tân đã cho được cái bầu không khí đó. Và lúc mà hai tụi em chia nhau ra để mà tương tác với khán giả thì em cũng làm được cái nhiệm vụ của mình, đó là kêu gọi mọi người. Nhưng mà ngược lại với Ngọc Tân thì phần của Lan Anh á, em rất là bối rối. Và với cái đôi mắt to tròn như thế này, không thể nào em cứ to tròn trong suốt một cái bài hát được. Mắt của chị Lệ Quyên á, là mắt như dao cao liếc vào mỏm đá. Gọi là đôi mắt mắt lá râm nhưng mà là rất là tình cảm, hay nhắm nghiền. Nhưng mà lúc mở to ra thì lại tương tác với mọi người rất là nhiều và nói rất nhiều tình ý trong đó. Nhưng mà anh thấy em vẫn đi qua đi lại, vẫn tương tác cùng một cái tuyến diễn đó. Nhưng mà em bối rối, em không có thể kêu gọi được khán giả về phía mình. Anh nghĩ là cái phần mà về bản lĩnh sân khấu của em á, cần phải được tôi luyện thêm. Với đặc biệt nữa về phần âm nhạc á, tức là Ngọc Tân đảm nhiệm những cái phần ca á, anh thấy ổn và tròn đầy. Còn đối với em á, ngay cả câu đầu tiên á, em cũng đã bị rớt luôn rồi. Lơi nhịp suốt toàn bộ luôn. Em không tốt bằng những lần trước. Tiếp nối với lại ý của anh Nam là Lan Anh á, cái dòng nhạc R&B á, là cái beat của nó em phải rất là chắc. Và chị nghĩ rằng là chắc là Lan Anh ít có hát cái điệu này đúng không? Vâng. Cho nên khi em vô á, em không có vô được cái nhịp R&B. Và đó là lý do tại sao mà anh Nam cứ cảm thấy bạn như là bị chơi vơi ở trong cái nhạc đó. Mà cái nhạc đó nếu mà em hát em vô không đúng nhịp, em ngắt câu ngắt chữ không nảy, không có đúng là nó sai hết hoàn toàn. Đó là về cái cách em hát, về cái nhịp nhàng là em đã bị sai rồi. Nói về cái giọng hát của em ngày hôm nay thì cái giọng của em ngày hôm nay hoàn toàn lại cũng không giống Lệ Quyên luôn. Có nghĩa là nó chỉ lâu lâu thoát thoát chút xíu thôi. Còn ngoài đó là không giống. Nói về phong cách, cách trình diễn thì đúng như là Trấn Thành có nói là em vẫn còn rất là lúng túng ở trên sân khấu và không có cái sự tự tin như là Lệ Quyên thường hay có. Còn về Ngọc Tân, đúng là Hồ Ngọc Hà chảy trong máu của em. Nhưng mà đối với riêng chị cảm nhận rằng cái bài hát này Tân hát không giống chị Hà nhiều bằng dòng trước. Tân hơi bị quá nức nở ở trong cái câu hát. Và Hà hát nhịp dù cho ballad hay R&B thì cái nhịp của Hà rất là chắc và rất là nảy. Thì chị vẫn chưa nhận ra được cái điều đó 100% ở cái bài hát này của Tân. Nhưng mà cái câu cuối của Tân dớt hết là cái câu mà yeah. Rồi, xin quý vị một tràng pháo tay cho gì đó. Thì nó lại rất là giống Hà. Cho nên chị nhắc Tân một chút xíu, nếu Tân được vào vòng trong, em chú ý một chút xíu và cái âm thoát ra thêm một chút xíu. Chị biết là mình là con trai, mình hát giọng con gái nó cũng hơi khó. Nhưng mà Tân sẽ làm được bởi vì trong Tân đã có Hà. Hà trong Tân rồi, có không?
Nhưng mà trong Tân, cái độ mềm tình của Hà nó rất là đầy đặn, nó rất là đủ rồi. Bây giờ mình chỉ còn thêm cái lửa và cái lực tí xíu nữa. Lý thích Tân ở chỗ là khi mà Tân phát âm ra từng cái chữ, cái tâm trạng, cảm xúc nào là nó giống Hà cực kỳ. Khi mình bật ra một cái âm nào, cái cách xử lý là rất rất là giống luôn. Đó, cho nên bây giờ Tân phải cố gắng về cái phần lửa nữa. Còn nói về về Lan Anh, hôm bữa trước chị cũng đã đấu tranh rất là nhiều để mong em được quay trở lại để có thể em sẽ tốt hơn. Nhưng hôm nay chị chỉ nói một câu, đó là hôm nay là sắc vóc của em nè, gương mặt của em, tất cả những cái gì rất là đẹp và cả cái giọng hát của em nó hoàn toàn là một Lan Anh. Anh hỡi, hãy để
xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Hà đúng thật là đã hiển linh. Chào chị Hà. Chào em. Trời ơi, Hà về quý vị ơi. Chỉ có điều là bữa nay Hà có đi tập tạ thôi. Hà đúng quá. Mọi người nhìn thấy Hà mày có xinh không nào? Xinh lắm Hà. Hà có muốn chia sẻ với mọi người là khi mà Hà có bên Thái á, mọi người nhìn thấy Hà thì mọi người nói là beautiful, sweet ma, sweet ma kha. Thế nhưng mà chưa kịp vui bao lâu thì lại thêm một câu như thế này: boy or girl. Thế mà chết chứ. Trời ơi, tôi nổi da gà nè. Dạ, có lẽ chúng ta phải dành một lời cảm ơn, một tràng vỗ tay dành cho ekip hóa trang của chương trình đã biến từ một basker Ngọc Tân, nước da bánh mật, rồi cái hàm râu mép nữa mà bây giờ mượt như thế này, quý vị ơi. Hà ơi Hà. Anh Thành nói gì ạ? À? Là Hà cạo râu rồi luôn hả? Hà mà cạo râu hi gì? Hy sinh cho love song hôm nay. Ở vòng trước, anh Nhật Nam có nói là nếu em được vào vòng trong thì anh muốn em hóa thân 100% thành thần tượng của mình. Và ngày hôm nay em muốn làm điều đó để chứng minh cho anh Nhật Nam thấy em hoàn toàn thần tượng chị Ngọc. Ngọc Tân biết sao không? Đúng là những vòng trước á, bởi vì em là nam mà em hóa thân Hồ Ngọc Hà cho nên em phải dùng cái bên trong của mình á để mà diễn tả mình là Hồ Ngọc Hà. Nó rất là khó so với bạn Đan Trang những vòng trước. Tân có chia sẻ là Ngọc Tân cũng không thể nào giả gái được mà thật là đẹp, nếu mà không á thì lại phá đi cái hình tượng của thần tượng của mình. Với thêm nữa là Ngọc Tân có một cái hầm remap ở đây và bạn cũng rất muốn giữ cái hình ảnh của mình như vậy. Đến vòng này vì cái tình yêu với thần tượng cũng như là cống hiến hết mình cho nên là đã phá lệ. Cũng rất là cảm ơn Tân với cái sự hy sinh vì nghệ thuật và vì cái thần tượng của mình. Mà đúng là hôm nay em sắm cái bộ váy như thế này và cái mái tóc, thật sự là em đã lấy lòng được khán giả cũng như giám khảo từ những cái bước đi đầu tiên chiếm trọn tình cảm của tất cả mọi người rồi. Ủa vậy hả? Anh sao vậy? Anh Nam ơi, chúc mừng em. Hãy hãnh diện đi, hãy tự hào đi Nam ơi. Nam, bởi vì ơi, sao? Nam ơi, Nam soi giùm luôn cái này nè. Có một đường luôn. Có nút ruồi. Có nút ruồi. Bây giờ soi tới cái nào nữa? Thành. Tới đó thôi, đừng có soi sâu lòi. Dạ. Quý vị giám khảo, giới thiệu cái tiết mục này xong rồi nè, hát xong rồi nè, bây giờ giám khảo nhận xét đi. Hôm nay là quá cưng rồi. Em một nhân tố đặc biệt của chương trình. Những điều em làm thật sự là rất là giống Hà. Nên muốn em phải perfect một tí. Nếu lần sau em có trở lại sân khấu, em chịu khó em tập đi một đôi guốc cao thiệt cao cho anh. Hiện nay đôi guốc em đang đi là bao nhiêu? Trời ơi! Thấy không? Tôi chưa từng thấy một cái con nhỏ nào ăn bẩn cái đầm như vậy mà mang đôi guốc cho được à. Bởi cái đó là đôi dài đi bán nước đá không ơi. Nghệ thuật chỉ là cái gì đó mờ ảo từ anh xa thôi. Anh lừa dối. Em, anh nói nghiêm túc, tại vì vậy nè, nếu em mang đôi guốc, tư thế em đi sẽ khác. Chắc chắn luôn. Em cứ mang cái loại guốc mà để bằng, bằng á. Em đi cho thật là cao vô. Tại vì khi em đi cao tự nhiên là cái cách em đi nè, cái cách em feel nó khác hoàn toàn với cái đầu dài, để cho người ta cảm giác em cao hơn và thấy em gầy hơn. Cái thứ hai là anh cần em phủ cho bớt cái tay lại, đánh khối, chặt khối gương thêm mặt dạy, sâu hơn tí để cho cảm giác cái gương mặt mình nó thon hơn tí. Chặt quá thành bộ xương đó. Những gì nói đang là để cho lần sau mà có trở lại thì nó phải huy hoàng hơn. Bữa nay cái quãng bài này nằm ở cái quãng trung thì em phải loay hoay giữa giọng thật và giả thanh, nên cái độ mà mướt á nó không có mướt được như những lần em đã hát. Anh chị góp ý vậy thôi, chứ còn ngoài ra đối với hôm nay là em rất là cưng. Ngay trong giây phút này thì em rất là đẹp, và cái điều mà chị phải nói là xin khán giả cho em một tràng vỗ tay thật lớn, đó là sự hy sinh vì nghệ thuật của em. Mình không chơi thì thôi, chơi thì phải tới, làm là phải đụng nóc, thì cái điều đó sẽ đưa cho em đến đỉnh vinh quang. Và còn nói về cái tiết mục ngày hôm nay, tiết mục điều chị có viết ở đây là cái cao độ và cái độ căng của cái giọng hát em cho hai bài hát vừa rồi nó không có được như mọi khi, còn tất cả mọi thứ là tuyệt vời. Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay em có một cái phần hút hồn tất cả giám khảo cũng như là các khán giả ngồi đây, là lúc mà em đứng đó và cái ánh sáng mờ nó chiếu vào em, cái vóc dáng, cái hình thể em nó giống. Lúc đó em chưa có làm gì hết mà đã nhận được tràng pháo tay rồi, đó là cái phần ngoại hình của mình. Nhưng mà hôm nay chị tiếc, thật sự là chị tiếc, tại vì hôm nay bề ngoài em rất, tất cả mọi thứ nó đều đẹp, nó đều giống lắm. Nhưng mà chị nghĩ tại sao em mang đôi giày đó, nó cũng có cái lý do. Em sẽ dễ dàng và đi hơn. Chắc có lẽ nó không an toàn, em không thoải mái cho nên em mới mang cái đôi giày đi săn. Chứ chị hiểu cái điều đó. Nhưng mà
chính vì không biết những cái bề ngoài đó nó làm cho em không được thoải mái hay sao, mà trong bài hát này độ sâu cái nội tâm trong cái giọng hát mà em vốn dĩ có được rất nhiều của Hà thì nó không đủ đã, rất là tiếc luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bài Tội Lỗi á, có cái đoạn em hát xong bắt đầu em giao lưu với khán giả em hơi cười đó, chị nghĩ là Hà có cười, nhưng giá như em chỉ cười nhẹ tí xíu rồi em trở lại cái trạng thái của cái bài hát, nó bị cười tươi quá mà quá lâu làm cho nó làm cho cái cảm xúc trong cái bài hát đó của chị nó hơi bị chợt ra một tí xíu, nó hơi tiếc. Còn nói về em á thì đặc biệt cái hồn cái gì của Hà em đều có, và chị để ý rất là kỹ nhiều lần cái cơ mặt của em, từng cái mắt nè, cái mũi nè, và cả cái khóe miệng của em luôn, em rất 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 là giống Hà. Em có nhiều điều của Hà lắm. Khi mà em bốc lên những cái đoạn cao á, cái lửa của Hà, em chỉ thiếu cái đó trong em thôi. Em cố gắng khắc phục cái điều đó là em sẽ trọn vẹn đối với Hà. Chúc mừng tiết mục của Ngọc Tân. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Em đã bước được tới đây rồi, phải hơn nữa chứ đừng có chỉ tới đây và dừng lại. Mục tiêu của em cho tuần sau, nếu em có vào vòng trong, là phải gầy hơn, giảm cân, đúng không? Cái đó là bắt buộc. Trời ơi, bữa nay Trấn Thành quan tâm đến trọng lượng của thí sinh nhiều nghe quá. Nghe lời tôi đi, nghe lời tôi đi. Không. Và em sẽ được yêu mến nhiều hơn. Thôi, cái đó đi. Khó lắm. Xuống tí đi, đường nét căng hơn, sẽ đẹp hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chịu khó tập đi cái đôi guốc, vừa đi ở nhà vừa hát. Cho nó thành một thói quen của mình, làm thì làm cho tới. Đôi khi có những thí sinh họ có rất là nhiều cái rất là hay, rất là tốt rồi, tiềm năng, nhưng mà chỉ thiếu chút vậy thì mình cố gắng để mình trọn vẹn hơn, để mà tiết mục mình gửi đến tất cả mọi người đây là cảm thấy là hú hồn ha. Dạ, Tân, em nghĩ rằng các thí sinh cũng sẽ hiểu. Tân ơi, nhưng mà anh dặn em là dù MC Gã Như có muốn mượn cái đầm này để dẫn trong tập tới, em cũng không cho mượn nha. Cắn răng chết cũng không nha em. Thật chặt.
thật lâu để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đời cuối con đường bên khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ đi. Em ơi dù cho tình mình đã xa quá trái tim anh luôn nhớ đến em anh nuôi niềm tin một ngày nắng ngấm xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường dòng thơ cuộc đời ngỡ tan vỡ tình yêu ta trao nhau người xa Chúc mừng Lâm Trần Thuận và Văn Phong. Vân. Hai chàng trai này là những hiện tượng hiếm hoi hiện nay. Tôi thấy là các bạn giọng hát đẹp, phong cách chuyên nghiệp, nam tính, đỉnh đạt, tự tin. Và vòng chung kết của chương trình này cần hai bạn. Chào. Hơn cả một lời hứa hẹn anh Nghĩa. Nó là lời khẳng định rồi. Hay quá. Ai cũng hứa hết trơn vậy. Cô chọn hay bất chấp. Vậy thì còn chị Cẩm Ly, chị thấy phần kết hợp của hai chàng trai này thế nào ạ? Phấn khích. Chị phấn khích rất nhiều. Chị phải nói rằng giọng của hai đứa thì quá là đẹp rồi. Không có còn bàn cãi gì điều đó hết. Ở Thuận á, từ xưa giờ chị đã nhận xét em cái giọng em rất là tinh tế. Nhưng mà tại vì nó chưa đúng cái bài của em thôi. Cái chất giọng của em mà nó đúng cái môi trường mà thả em vào là em mặc sức tung tăng. Em hát rất là thoải mái, không ai, không có đoạn nào làm khó em được. Và cái phong cách của Hà Anh Tuấn nó rất là từ từ, thoải mái, nó nhẹ nhàng, thanh thản. Thì trái lại ở bên đây Tuấn Hưng rất là bốc lửa, rất là mãnh liệt. Hai cái thái cực nó khác nhau khi nó hòa lại cái bài này thì rất là hay. Bên Hạnh Tuấn em có những cái nó thả rất là giống. Những cái từ mà em thả xuống một từ nó rất là giống, rất giống. Còn bên Tuấn Hưng hả, bên Phong hả, con hát mấy cái chữ mà khi mà con nghiền cái chữ là mà đừng đi là y chang luôn. Hoặc là con đường ta tìm nhau, những cái đó, những cái đặc trưng. Giọng đã hay, phong cách tốt mà đã vậy có những cái điểm nhấn rất là đặc sắc. Và sự hòa quyện của hai đứa nữa, cảm thấy rất là phấn khích, chúc mừng hai đứa. Anh thấy lúc từng bạn đi ra ha, giống như các bạn đang dọn cổ á, mỗi bạn dọn một chút, nhưng mà anh cảm thấy là nó rất là vừa vặn. Ví dụ như là Lâm Trần Thuận ra trước, em hát trước là đã thấy khai vị hơi ngon rồi. Sau đó là đến Văn Phong vào, anh cảm thấy nó cũng rất là đã. Rồi sau đó lại chuyển sang một bài khác, hết bài này rồi chuyển sang bài khác, lại cảm thấy giống như là đầu bếp đang dọn lên một món thượng hạng tiếp theo. Nhưng mà mỗi món với liều lượng rất vừa phải. Và thật sự là cái mashup á, nó rất là khó hát. Anh thấy là các em hát á, các em phải rất là tập trung, nếu không nó sẽ bị sai nhịp từ này kia ngay. Nhưng mà anh thấy là câu này đuổi đến câu kia, nó cứ tiếp nối nhau, rất là đã và nghe rất là hay. Văn Phong thì hôm nay diễn xuất á, là anh thấy không có gì để phải bàn cãi. Còn về Lâm Trần Thuận đó, em đã có giọng ca hay rồi. Đoạn đầu cho đến gần cuối mọi thứ rất là quý ông, rất là lịch lãm. Tuy nhiên anh vẫn ước muốn lúc cái đoạn mà lên tông á, cao trào thì thường Hà Anh Tuấn á, phải có một sự bộc phát về mặt cảm xúc. Tức là cái hình thể của Hà Anh Tuấn á, là lúc đó không phải như cái đoạn trước đó nữa. Hà Anh Tuấn bước qua bên này, bước qua bên kia, trụ chân này và ngã về bên này, hoặc là ngã về phía sau, hoặc ngã về phía trước. Mọi thứ nó đều rất là nghệ, nó có cái gì đó rất là jazzy trong đó. Thì em nghiên cứu thêm. Dạ. Dù người em cứ đi, đời rồi đây em vẫn mong
Xin chúc mừng Trần Thuận và Đan Trang đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo, mời ca sĩ Minh Tuyết. Trời ơi Thuận ơi, hôm nay lúc mà em ngồi trên đó, đầu tiên là cái hình tượng của em ngồi, nếu nói thiệt không ai biết, nhìn tưởng Hạnh Tuấn rất giống luôn, giống dễ sợ luôn. Đây là bài hát mà chị nghĩ rằng là em hát giống Hà Anh Tuấn nhất và hát tốt nhất từ đầu chương trình tới bây giờ của em. Cái cách mà em luyến những cái câu nói, trời, xa em kéo xa lên, héo, trời ơi, nghe nó héo luôn vậy đó. Nghe nó đã lắm, nó đúng là Hà Anh Tuấn luôn. Trời ơi, chị nói thôi chết rồi, sao kỳ này, sao thí sinh nào cũng hát hay, kiểu này chắc chết quá. Thì đến Trang vào, vì giống quá đi, thì mọi người thích điên cuồng luôn. Nhưng mà đến cái điệp khúc thì Trang lại bị tuột dốc một chút xíu. Cái cao độ của em nó không có, nó không phải là phô nhưng nó không có đã, Trang hiểu không? Chị cảm giác có lẽ là vì Trang muốn ém nó, hơi nó vào để cho nó nhẹ nhàng, cho nó tình cảm, cho nên nó làm cho mọi người tức á, tức vì đang quá hay á, Trang hiểu không? Đó, thì chị chỉ tiếc cái chút đó. Tiết mục vừa rồi thật sự quá tuyệt vời. Ở phần đầu, một Hà Anh Tuấn, Lâm Trần Thuận, anh có phần cảm thấy hơi có lỗi một chút. Vì tập lần trước á, anh thực sự không đánh giá cao em bằng một số trường hợp khác. Và hôm nay thì anh đã cảm thấy mình có lỗi khi mà em hát những cái câu vô cùng tình với những cái ngân rung. Và thực sự là thuyết phục anh hoàn toàn. Còn về phần của Đan Trang, hôm nay em hát cái đoạn đầu rất rất là hay. Nhưng mà về phần diễn của em á, thì anh chỉ ước là lúc kết á, anh biết là giấc mơ và hai người là hai cái không gian không thể nào chạm với nhau được. Nhưng mà anh ước giá như mọi người có thể cố lại gần nhau hơn, nhưng không thể. Thì lúc đó nó sẽ càng dây dứt hơn cho cái bài này rất nhiều. Dạ, giờ sau cũng xin cảm ơn những lời góp ý, như lời nhận xét từ ban giám khảo đã dành cho hai thí sinh. Xin cảm ơn các em. Bây giờ hai MC có thể giúp là giới thiệu lại tên hai bạn này không? Bởi vì từ đầu cuộc thi đến giờ không có nhận ra hai giọng này. Hai cái giọng này nó quá quen thuộc với mọi người khi hóa thân thành Hà Anh Tuấn cùng với Hồ Ngọc Hà. Nhưng hôm nay khi các bạn được là chính mình, các bạn mang một cái diện mạo hoàn toàn khác, một cái giọng ca nó mang những cái nét đặc trưng riêng của các bạn ấy, không thể nào mà nhầm lẫn vào đâu được cả. Xin được giới thiệu Trần Thuận và Đan Trang. Mệt tim quá không chị? Chị Tuyết, thực sự cặp này đó là cặp hát giọng khác với giọng thần tượng mình nhiều nhất trong ba cặp mà mới vừa hát xong. Hà Anh Tuấn bên đây bây giờ không còn là Hà Anh Tuấn nữa mà là Trần Thuận. Em hát là không còn có những cái âm sắc của Hà Anh Tuấn trong chất giọng của em, nhất là Trang. Chị không nghe chất giọng của Hồ Ngọc Hà trong đó, thì trong cái cách hát lần này của em hoàn toàn không giống. Điều đó là chị rất là khen ngợi hai em. Bởi vì khi mà mình trở thành một cái ca sĩ chuyên nghiệp rồi đó, thì mình nên có một cái gì đó riêng cho bản thân mình, thì người ta sẽ nhận dạng mình dễ dàng hơn và người ta sẽ ghi nhớ cái giọng hát của mình nhiều hơn. Còn nói về bài hát, khi mà Thuận lên cao cái đoạn cuối, có phải là hơi quá với cái quãng giọng của Thuận không? Tại vì thấy là Thuận lên rất là chao đảo, lên không tới nốt. Có thể là những khán giả người ta yêu thích bài này quá, người ta chỉ nghe cái tổng thể. Còn có thể chị cũng như là những huấn luyện viên khác sẽ soi nhiều hơn về cái kỹ thuật cũng như cái cách hát của các em. Thì cái chỗ của Thuận như vậy làm cho chị cảm thấy hơi tiếc nuối một tí xíu. Còn về Trang
em hát trong em có sự cuồn cuộn, nhưng chị góp ý chút xíu cho Trang sau này. Khi mà Trang hát cao á, cái khẩu hình của Trang nó mở nhiều quá, nó sẽ thoát hơi ra nhiều. Thoát hơi ra quá nhiều. Khi mình thoát hơi ra quá nhiều, mình không đủ cái hơi để mà mình hát tiếp tục những cái câu cao trào sau đó, thì mình sẽ đuối, không đủ hơi để giữ và để tiếp tục những câu. Nếu như những cái bài đó có những cái cao trào liên tục, thì cái đó là cái kỹ thuật chị nhắc khéo với Trang, để sau này mình rút kinh nghiệm, mình sẽ làm tốt hơn. Trang chỉ thiếu chút xíu cái đó thôi, nhưng trong Trang có cái sự cuồn cuộn, có cái sự dây dứt bỏ cái tâm, cái hồn của mình vào. Đó, điều đó chị rất là khen ở Trang. Bản thân anh Thành rất là thích cái giọng của em và thích cả con người của em. Thích cái cách em lên sân khấu, thích cái cách em truyền tải nội dung của bài hát, thích cái cách em đẩy cảm xúc em ra. Mỗi lần em hát, em là nghệ sĩ, em quên hết mọi chuyện xung quanh. Người ta nghe cái bài em, người ta feel được cái cô này cô có nội tâm, và người ta muốn được nghe nữa. Anh hy vọng rằng là em sẽ tạo cho mình mọi điều kiện tốt nhất để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, bởi vì cái điều quan trọng nhất em đã có rồi, đó là cảm xúc và giọng hát. Những cái còn lại mình có thể làm được. Rồi. Cái thứ hai là bạn Thuận, bạn là một giọng nam rất đẹp, bạn hát tinh tế lắm. Từ cái cách bạn giả Hà Anh Tuấn, bạn để ý từng cái phát âm, từng cái thở, từng cái nhịp. Chúng tôi góp ý bạn, mỗi một tuần bạn để ý bạn làm hay hơn. Rồi bây giờ bạn trở thành bạn, bạn cũng hát rất là tinh tế, giọng nam cao mà lại dày chuẩn, bay tình cảm nữa. Cũng là một cái người mà hoàn toàn sở hữu mọi điều kiện để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Và anh chúc cho khán giả sẽ ngày càng yêu thương tụi em sẽ nổi tiếng và thành danh trong nay mai. Cảm ơn các vị giám khảo.